chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 21, đánh nhau, sở phong thu mang theo hà hoa dạo một vòng mấy con đường náo nhiệt, hà hoa đông xem tây xem, đem tất cả ý tưởng buôn bán này nọ đều cân nhắc qua suy nghĩ xem nhà mình về sau có thể sử dụng biện pháp gì để kiếm tiền làm y phục hà hoa thấy tuy rằng mình biết may vá nhưng sẽ không thể thiết kế y phục được bình thường nàng xem mấy phim cổ trang trên tv cũng chỉ là nhìn cho biết y phục ở đây nàng thấy tất cả đều xinh đẹp chỉ nhớ một ít kiểu dáng đại khái còn không biết thế giới này đã lưu hành chưa nữa nếu lưu hành rồi mấy ý tưởng của nàng không bán được tiền còn bị người đuổi tới nàng có thể vẽ ra một ít nhân vật động vật kiểu dáng thú vị đáng yêu nơi này khẳng định không có nàng không biết theo nhưng biết theo kiểu chữ thập cũng sẽ làm vài con búp bê nhỏ chính là không biết bán kiểu gì đây loại này dễ bị người ta có thể bắt chước ngay cho nên muốn bán giá tốt cũng phải suy nghĩ lại nguồn tiêu thụ bởi vậy trước khi suy tính xong cũng không thể bán làm đồ ăn hà hoa chỉ biết nấu cơm mấy món cao cấp nàng không biết nấu nấu cơm nàng cũng chỉ biết chút món ăn gia đình mấy món này sao mang ra bán được nếu dị năng của nàng cường thịnh trở lại một ít sẽ có thể đem đồ ăn biến ngon hơn một ít đến lúc đó làm chút bánh bao linh tinh khẳng định còn ngon và thơm hơn bánh bao nàng vừa ăn vài lần buôn bán nhất định sẽ tốt trừ lần đó ra còn có thể làm mấy món dưa muối bỏ vào cái bình nhỏ mang lên trên trấn bán lấy tiền lời nghe nói mùa đông có thể ăn ngon miệng dưa muối chiếm tỷ lệ rất lớn đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều có tiền thu vào. Tuy rằng đến lúc đó kiếm chỉ một ít tiền, lại có thể làm người ngoài đỏ mắt, chẳng qua phải chờ tới khi dị năng của nàng cường thịnh trở lại, mạnh hơn một chút mới có thể đem rất nhiều đồ ăn trở nên ngon hơn mới được. Trong lòng Hà Hoa thở dài, biện pháp muốn kiếm tiền thì có, chính là không thể lập tức làm ngay, thật sự có chút buồn bực a. À, Sở Phong Thu phát hiện vợ của mình nhíu mày, nghĩ nàng đây làm sao vậy? Theo tầm mắt của nàng vừa thấy Phát hiện là một cái sạp bày không ít mấy món đồ nhỏ, tầm mắt vợ đang dừng ở vài trâm cài bằng gỗ, chàng nghĩ có phải vợ muốn mua hay không? Liền hỏi nàng thích cái nào, hà hoa vội vàng xua tay, nàng đang thất thần mới đem tầm mắt rơi xuống nơi đó, căn bản là không phải thích mấy trâm cài bằng gỗ này, ta cũng không phải không có trâm cài, chàng xem cây trâm mới trên đầu ta là chàng mua cho ta cách đây không lâu, trên đầu hà hoa là một trâm cài khắc hoa, tuy rằng bằng chút không đáng giá tiền nhưng cũng rất khéo léo, đầu trâm là một đóa hoa năm cánh nho nhỏ ở trên đầu hà hoa trông rất thanh lịch. Sở Phong Thu nói, đó là bằng trúc, đây là bằng gỗ, lại mua một thêm một cây đi, nàng thích cái nào? Hà Hoa kiên trì không cần, lôi kéo Sở Phong Thu đi thẳng, tuy rằng tướng công của mình mua này nọ cho nàng thì thật cao hứng, nhưng nàng thật sự không cần thiết, hai đồng tiền có thể mua hai cái bánh bao thịt nha. Hai người đi qua đi lại, lại trở về con đường lúc trước gặp được Thiếm Cẩu Tử đã mua bánh trung thu còn có vài vật cần mua đang chuẩn bị đi mua hai cân thịt và mua thêm hai khối đậu hũ sau đó trở về chợt nghe đến phía trước truyền đến tiếng chửi bậy có không ít người vây quanh ở địa phương không xa ngay trước cửu lâu hương khách lai hà hoa mơ hồ nghe được giọng nói của thím cẩu tử giọng nói thím cẩu tử sắc nhọn vọng tới tận trời nàng nghĩ thím cẩu tử không phải đi nơi đó bán rau sao thế nào ở nơi đó gây gỗ tuy có chút tò mò nhưng nàng vẫn không đi về phía trước bởi vì đó là Hương khách lai, nơi đó có Triệu Kim Nguyên, cho dù nàng không cần tên bám váy đàn bà kia, dù sao cũng phải để ý cảm thụ của Sở Phong Thu. Sở Phong Thu thấy bộ dáng vợ rõ ràng tò mò lại chịu đựng, cười lắc đầu, kéo tay nàng đi về phía bên kia, "Đi, đi xem náo nhiệt." Trong lòng Hà Hoa vui vẻ, nghĩ tướng công của mình thật tốt, chàng đây là nhìn ra chính mình tò mò thôi, bản thân mình còn chịu đựng được mà, chàng cư nhiên liền đã nhìn ra. Đối với sự săn sóc của tướng công, Hà Hoa cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Hai người đến gần đó, sở phong thu che chở Hà Hoa đi từ từ về phía trước, cuối cùng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, mới phát hiện nguyên lai thím, tổ tử đang cãi nhau cùng đại bạch lê, tiểu bạch đào đã ở bên cạnh, bất quá nàng ta chỉ đứng ở nơi đó nghe, cũng không có giúp đỡ tỷ tỷ mắng chửi người. Vị đại tổ này, ngươi có biết bên trong vì sao gây gỗ không? Hà Hoa nhỏ giọng hỏi một phụ nhân cao lớn bên cạnh, phụ nhân kia rõ ràng cũng là người nhiều chuyện, có người hỏi nàng ta lập tức nói hình như là bị đoạt chuyện buôn bán nha chính là người mập kia cướp người gầy hơn kia vốn đưa rau cho tửu lâu này kết quả hôm nay vừa tới người ta không cần rau xanh bọn họ đưa bọn họ phát hiện nguyên lai là một người trong thôn đoạt buôn bán của bọn họ cho nên mới gây gỗ nhắc tới người bị đoạt sinh ý rất tức giận bất quá chuyện này cũng không có biện pháp hiện tại ở trên đường cái liền náo to chẳng lẽ còn có thể làm cho hương khách lai lại thu rau xanh nhà bọn họ nữa sao ai à đánh nhau hà hoa tự nhiên biết là đánh nhau lỗ tai nàng nghe thấy ánh mắt luôn luôn nhìn mấy người thím cẩu tử là thím cẩu tử xông lên đánh người trước hà hoa thật sự có chút không nghĩ tới bởi vì đại bạch lê kia hình thể rõ ràng to lớn hơn thím cẩu tử liền ngay cả chồng đại bạch lê đều bự con hơn cẩu thạng nhi lúc này đánh nhau sao có thể có phần thắng mà còn có một tiểu bạch đào bên kia sông xem ra thím, cậu tử sự thật rất tức giận, chờ khi xông vào đánh nhau, Hà Hoa mới phát hiện thím cậu tử cũng không phải người ngu ngốc, thì ra bà ta đánh nhau thật đúng rất lợi hại, trước nắm tóc đại bạch lê không thả, sau đó tay kia thì vừa đánh vừa cào vừa nhéo vừa tác, bàn chân đạp không ngừng, bỗng chốc liền đánh đại bạch lê nổi đông đóng mắt, chờ nghĩ đến phải ra tay đánh trả lại đã rơi xuống hạ phong, đại bạch lê chi nha gọi ầm, để cho chồng của mình cùng muội muội hỗ trợ thím cẩu tử cũng kêu chồng của mình hỗ trợ cẩu thạng nhi cùng chồng đại bạch lê rõ ràng không muốn đánh nhau hai người không đánh nhưng liếc nhìn đối phương sau đó đi kéo vợ của mình ra lúc này tiểu bạch đào đứng ở một bên sốt ruột không khuyên can được nói mấy bà ấy đừng đánh nữa thím cẩu tử bị chồng của mình kéo ra tức giận quay người đánh ông ta một cái làm ông ta buông tay ra không đợi lại đi tìm đại bạch lê đã bị đại bạch lê đẩy một phen kết quả va chạm về phía sau đụng ngã tiểu bạch đào thân mình đè ở trên người tiểu bạch đào hà hoa coi không nháy mắt nghĩ còn rất phấn khích vài người này nàng không hề thích mấy bà đánh thành một đoàn ai đánh bị thương ai nàng đều cảm thấy là xứng đáng sở phong thu thấy ánh mắt vợ của mình hưng phấn trong lòng nghĩ vợ của mình cũng thật thú vị nghĩ đến tình cảnh lúc trước nàng cầm dao dọa dương thạch đầu cảm thấy vợ như vậy thật bình thường tiểu bạch đào nằm trên mặt đất kêu ai a ai a nói là bụng đau kiếm cẩu tử không tin cảm thấy bà ta đang giả vờ đại bạch lê cũng tưởng muội muội đang giả vờ nghĩ rằng muội tử của mình thật là cơ trí xem lúc này hù chết họ cẩu còn không bằng chó này cho đến khi bà ta nhìn thấy trên trán tiểu bạch đào đầy mồ hôi lúc này mới cảm thấy muội muội không phải đang giả vờ vội vàng kêu la đưa đi xem lan trung để cho chồng của mình dắt đám người thím cẩu tử sợ bọn họ chạy hà hoa cùng sở phong thu cũng sẽ không đi xem lan trung với bọn họ bất quá thấy những người này tan tác bọn họ cũng chuẩn bị rời đi mới quay người lại, liền phát hiện hai người đang nhìn bọn họ, đúng là huynh muội triệu thị. Chương 22, huynh muội triệu thị, triệu kim nguyên đã thành thân cùng con gái duy nhất của ông chủ Hương Khách Lai, coi như là ông chủ nhỏ của Hương Khách Lai, không làm tiểu nhị nữa, tuy rằng không có mặt lăng la, nhưng cũng mặc một bộ quần áo vải mịn tốt nhất, hoặc nhìn tuấn tú lịch sự. Triệu Kim Bảo đứng ở bên cạnh hắn cũng mặc một váy áo mới tám phần màu phấn hồng, giống như một đóa hoa đào, gương mặt vốn đen đánh chút phấn, nhưng nàng ta đen chẳng phải cái loại phơi nắng nên đen, mà là đen tự nhiên, cho nên cho dù đem mặt đánh trắng, nhưng không đồng nhất với màu da ở cổ, nhìn có chút kỳ quái. Bất quá triệu kim bảo lại cũng không cảm thấy chính mình kỳ quái nơi nào, nàng ta khẽ nâng cầm nhìn hà hoa, cảm thấy chính mình mạnh hơn hà hoa rất nhiều, chính là tướng công anh Tuấn đứng bên cạnh hà hoa vẫn làm cho trong lòng nàng ta có chút không thoải mái, ca ca, đi thôi, ở loại địa phương này nhìn thấy người đáng ghét, thật sự là ô uế ánh mắt Triệu Kim Bảo kéo Triệu Kim Nguyên một phen ánh mắt tà tà nhìn thoáng qua Hà Hoa ý tứ kia rõ ràng nói Hà Hoa chính là người đáng ghét kia trong lòng Hà Hoa tức giận nghĩ Triệu Kim Bảo thật sự là không biết xấu hổ đến cùng ai chán ghét a à? rõ ràng là một nhà bọn họ vì từ hôn mà oan uổng Hà Hoa hiện tại lại một chút xấu hổ ấy nấy cũng không có còn trả đũa thật sự là kinh người quá đáng Triệu Kim Nguyên cũng cảm thấy muội muội nói chuyện có chút không xuôi tai kỳ thật hắn vẫn là có chút ấy nấy với Hà Hoa, dù sao hắn là vì tiền đồ của mình mà từ hôn. Sau khi người trong nhà nghĩ ra được chủ ý hãm hại Hà Hoa, hắn cũng có chút do dự, nhưng sau này vẫn bị thuyết phục. Hắn vốn nghĩ về sau có cơ hội bồi thường Hà Hoa, không nghĩ tới Hà Hoa lại thắt cổ, điều này làm cho hắn lại ấy nấy thêm. Sau đó Hà Hoa rất nhanh đính hôn, gả cho sở phong thu, trong lòng hắn cuối cùng nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy mình đến cùng không có giết chết một mạng người cũng không có bởi vì hắn khiến cho hà hoa gã cho một người rất kém cỏi, ấy nấy liền tiêu tán rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy hà hoa, triệu kim nguyên đột nhiên phát hiện hà hoa thay đổi thật nhiều, nàng giống như đẹp hơn so với trong trí nhớ, nhìn quần áo của nàng không có mảnh vá, tuy rằng trên đầu là trâm trúc, trên lỗ tai cũng chỉ đeo bông tai bạc nho nhỏ, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, so với trước kia giống như hào phóng hơn nhiều, chỉ biết nàng sống cũng không tệ trong lòng triệu kim nguyên không biết vì sao đột nhiên có chút thất lạc ở trong tưởng tượng của hắn hà hoa cho dù gả cho tướng công anh tuấn cũng sẽ không vui vẻ mấy dù sao trước kia ánh mắt của nàng nhìn mình đầy ẩn ý đưa tình rõ ràng rất có cảm tình với mình cho dù không thành vợ chồng nàng cũng vẫn yêu hắn vì vậy hắn luôn nghĩ rằng khi bọn họ gặp lại nhau hà hoa hẳn là sống không tốt lắm nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán thống khổ hoàn toàn bất đồng với loại ánh mắt chán ghét khinh bỉ hiện tại này Triệu Kim Nguyên nghĩ Hà Hoa sống rất tốt, hơn nữa nàng đã mất đi sự ôm nhu e lệ, cho nên ánh mắt nàng nhìn mình đều mang theo hận ý, nàng thật sự thay đổi. Triệu Kim Nguyên thở dài một tiếng, muốn la muội muội vài câu. Sở Phong Thu nắm tay Hà Hoa, lãnh đạm nói, vợ ơi, chúng ta đi, cũng không biết chó điên nhà ai chạy rong, sủa ầm làm người thấy phiền. Hà Hoa thổi phù một tiếng nở nụ cười, nghĩ tướng công của mình miệng thực độc, bất quá nàng thích, được, chúng ta đi thôi, ta cũng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đi đập con chó điên kia tuy rằng chúng ta cảm thấy con chó kia thật chán ghét nhưng vì một con chó điên làm chính mình mệt mỏi cũng không có lời hà hoa cười tủm tỉm nói nắm tay sở phong thu cười lạnh một tiếng với huynh muội triệu thị chuẩn bị xoay người chạy lấy người triệu kim bảo tức giận mặt đỏ bừng không biết vì bị một người đàn ông anh tuấn mắng như vậy hay là bởi vì người được người đàn ông kia che chở nàng ta không thích lại mắng nàng ta triệu kim bảo cảm thấy thực mất mặt kéo tay áo Triệu Kim Nguyên, bất mãn dậm chân, kéo dài giọng nói kêu ca ca. Trong lòng Triệu Kim Nguyên khiếp sợ, Hà Hoa trong ấn tượng của hắn giống con thỏ nhỏ cư nhiên có thể nói ra lời mắng chửi người như vậy, bị muội muội kéo một phen mới hoàng hồn. Sở Phong Thu cùng Hà Hoa đã biến mất ở góc đường. Ca ca. Huynh có nghe bọn họ mắng muội sao? Bọn họ mắng muội, Triệu Kim Bảo ủy khuất nói, từ nhỏ đến lớn nàng ta đều được sủng ái, hiện tại ca ca thành con rể hương khách lai nhà bọn họ ở trong thôn cũng là gia đình số một số hai, nàng ta càng được người nâng khen tặng, vài ngày nay đều sắp bay tới trời rồi, đột nhiên bị người mắng, nàng ta thực chịu không nổi, triệu kim nguyên nói, còn không phải muội mắng chửi người trước sau, được rồi, muội cũng đừng ủy khuất, chờ ca ca mua cho muội bông tai bằng vàng mà muội thích. Nhưng đừng để cho chị dâu muội biết, còn có, chuyện hôm nay cũng không được nói với chị dâu. Triệu Kim Bảo vừa nghe ca ca sẽ mua bông tai vàng cho nàng ta, lúc này có chút không tình nguyện gật đầu nàng ta tự nhiên sẽ không nói chuyện hà hoa với chị dâu người trong nhà cũng không chỉ một lần dặn dò nàng ta không được ở trước mặt chị dâu nói chuyện hà hoa chị dâu từng hỏi qua vài lần nàng ta luôn nói hà hoa không tốt chị dâu giống như rất vừa lòng nàng ta cảm thấy chị dâu kỳ thật rất để ý cửa hôn sự ca ca từng đính ước trước kia nàng ta cũng không muốn đi chọc phiền toái triệu kim nguyên mang theo triệu kim bảo trở về hương khách lai khi sắp vào cửa hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút, tuy rằng biết Hà Hoa đã sớm không thấy, nhưng không thấy được thân ảnh của nàng, vẫn là nhíu mày. Chương 23, Lý Hương Liên, Triệu Kim Bảo vừa đi vừa cùng ca ca nói chuyện, không có người trả lời nàng ta, nàng ta vừa quay đầu lại liền phát hiện ca ca dừng lại đứng ở cửa, còn nhìn bên ngoài, không khỏi hơi dẫu miệng, đi qua kéo hắn một phen, Triệu Kim Bảo nhỏ giọng nói, ca ca, sẽ không phải huynh còn có ý niệm gì với Trương Hà Hoa chứ, muội nói cho huynh biết, huynh không được như vậy, huynh thật vất vả mới thú được chị dâu, cả nhà chúng ta vì huynh đều mê muội lương tâm, hiện tại người trong thôn không biết đều nghĩ nhà chúng ta như thế nào đâu, cho dù huynh không vì chính mình, cũng phải vì người trong nhà ngẫm lại, muội nói gì sai đâu, triệu kim nguyên bị muội muội nói liền phát hoảng, trừng mắt triệu kim bảo húng một câu, tiểu nha đầu này hôm nay sao giống như thông minh lên, triệu kim bảo mới không thông minh, nàng ta giật nhẹ khóe miệng nói, Huynh đừng không thừa nhận a, à, muội chỉ biết đây là tật xấu của đàn ông các người. Đồ tốt dù cho tới tay cũng sẽ có chút không tốt, thứ mình cần không phải đặc biệt thích mà đã đánh mất, đến lúc đó chẳng sợ chỉ là một thứ rách nát cũng sẽ lại trở thành bảo bối. Hừ, mẹ đã từng nói như vậy với muội, bà nhắc nhở huynh rất nhiều, huynh cho là muội không có nghe đến sao? Xem ra mẹ nói thật sự là quá đúng. Triệu Kim Nguyên nhíu mày, muội nghe lén cha mẹ nói chuyện với huynh rất không hiểu quy củ, triệu kim bảo không cần nói, căn bản không phải nghe lén, muội liền đứng ở bên ngoài đường đường chính chính nghe a, à, chính là các người không phát hiện. Lại nói các người cũng chưa nói không cho muội nghe, được rồi. Ca, huynh cũng không cần vì việc này so đo với muội, chúng ta nói chính sự, dù sao huynh nghe lời mẹ, không được lại có ý niệm gì với hà hoa chán ghét kia, kỳ thật triệu kim bảo cũng chơi cùng hà hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng qua cho tới bây giờ nàng ta không thật sự xem trọng hà hoa hà hoa và ca ca có hôn ước nàng ta cũng không mất hứng không phản đối chỉ cảm thấy nếu hà hoa yếu đuối trở thành chị dâu của mình vậy về sau chính mình cho dù gã ra ngoài khi trở về ở nhà mẹ đẻ sẽ không bị bạc đãi sẽ không giống một số nhà khác chị dâu sẽ trừng mắt khi cô em chồng về nhà mẹ đẻ loại cảm tình này kỳ thật không sâu cho nên đợi đến khi ca ca có hôn sự tốt hơn nàng ta liền ghét bỏ hà hoa so với hà hoa làm chị dâu của nàng ta về sau không làm nàng bị ấm ức, nàng ta tình nguyện muốn một chị dâu có tiền, chẳng sợ chị dâu có tiền kia cho nàng ta xem sắc mặt, nàng ta cũng vui ý đem hà hoa đổi lấy, hà hoa bị oan uổng, triệu kim bảo ra khí lực rất lớn, oan uổng hà hoa trộn đồ đánh người, tất cả do nàng ta giả vờ làm nhân chứng, làm người bị hại. Nàng ta cũng đã thành công, có người sau khi làm chuyện xấu sẽ ấy nấy, có người sẽ trốn tránh người bị hại, mà có người ngược lại sẽ càng thêm mồm miệng ác độc với người bị hại. Triệu Kim Bảo chính là người cuối cùng như thế, rõ ràng nàng ta oan uổng Hà Hoa, nàng ta còn càng chán ghét Hà Hoa. Loại chán ghét này từ sau khi Hà Hoa gả cho Nhị Lan Sở Gia Tuấn Tú ở thôn bên cạnh đạt tới đỉnh điểm, trong lòng nàng ta đặc biệt hy vọng Hà Hoa có thể gả rất xa, như vậy mắt không thấy tâm mới không phiền, kết quả lại không như nguyện. Được rồi, Huynh không có cái ý niệm kia, muội đừng nói bậy, Triệu Kim Nguyên đề thấp giọng nói lúc này tử lâu chưa có khách nhân, nhưng bọn họ vẫn muốn đem giọng nói ép xuống, tránh cho bị người nghe được, nhưng vẫn có một người nghe thấy, chàng không có ý niệm gì. Nói cho ta nghe một chút, nhìn xem muội muội có phải nói bậy hay không, một phụ nhân trẻ tuổi, dáng người gầy, khuôn mặt nghiêm túc đi vào, thị thoạt nhìn không đến 20, nhưng biểu cảm trên mặt thực nghiêm túc, mặc trên người một cái áo bằng lụa, màu xanh lá cây không thu thắt lưng, vạt áo. Cổ tay áo theo hoa văn khó thấy, bên dưới là một cái váy dài tối màu, trên đầu là hai cái trâm cài bằng vàng rực rỡ, trên lỗ tai cũng là khuyên tai khá nặng, nhìn rất phú quý, nhưng rất là già dặn, mặc kệ lúc trước người khác cao hứng bao nhiêu, nhìn thấy thị tươi cười đều sẽ phát cương, vui sướng sẽ giảm bớt. Cô gái này là con gái duy nhất của ông chủ Hương Khách Lai, vợ Triệu Kim Nguyên, họ lý tên là Hương Liên. Triệu Kim Bảo vừa thấy thì lập tức liền thành thật, quy củ hành lễ nói, chị dâu, là muội đang nói bậy. Không phải thật đâu, chính là đang nói chơi thôi, Lý Hương Liên nhìn Triệu Kim Nguyên, ánh mắt kia chính là đang hỏi hắn Triệu Kim Bảo nói có phải thật hay không, Triệu Kim Nguyên cười nói, nha đầu kia, muốn ta mang nó đi thắp hương trong miếu, cho nên đang uy hiếp ta đó mà. Nói nếu không mang nó đi, chính là không hy vọng chúng ta mau sinh ra vài tên nhóc mập mạp, gương mặt nghiêm túc của Lý Hương Liên bỗng chốc nhu hòa rất nhiều, hơi hơi đỏ, thị đã 20, phụ nữ bằng tuổi thị phần lớn đều đã sinh con đều sinh hai ba đứa mà thị vừa mới lập gia đình trong nhà lại chỉ có mình thị trước khi gả cho triệu kim nguyên hai nhà đã bàn bạc xong xuôi đến lúc đó bé trai đầu tiên sẽ mang họ lý của thị cho nên thị tự nhiên hy vọng mau mau có thai muội muội còn chưa có xuất giá những lời này về sau chỉ nói với mấy người trong nhà chúng ta trăm ngàn đừng nói ở trước mặt người bên ngoài nếu không để cho người ta chê cười lý hương liên tuy rằng thẹn thùng một chút nhưng vẫn nói với triệu kim bảo như thế kỳ thật thị chướng mắt người nhà triệu kim nguyên thì chỉ nhìn trúng triệu kim nguyên triệu kim bảo này chỉ cần vừa tới ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm mấy thứ trong phòng thị phỏng chừng triệu kim nguyên đã dặn dò qua nàng ta không được muốn này nọ nếu không khẳng định nàng ta sẽ há mồm muốn mà mình ở trên trấn vẫn phải tặng nàng ta mấy thứ trang sức làm cho nàng ta càng thường đến tìm thị thật sự là thực phiền triệu kim bảo gật đầu nói chị dâu nói đúng thấy triệu kim bảo cùng lý hương liên đi rồi triệu kim nguyên mới thở nhẹ một hơi nghĩ về sau có cơ hội sẽ răng dậy muội muội để cho nàng ta trăm ngàn không cần lại nói chuyện có liên quan tới hà hoa đừng nhìn hắn hiện tại đã cưới cô nương lý gia nhưng cha vợ đã nói rõ ràng với hắn mà vợ của mình đối với chuyện tửu lâu cũng nhất thanh nhị sở cho nên vì địa vị của hắn ở trong nhà này hắn nhất định không thể làm hỏng mối quan hệ với lý hương liên nàng ta để ý hôn sự trước kia của hắn vậy hắn sẽ ít nhắc tới triệu kim nguyên đang nghĩ cha vợ hắn đã kêu hắn đi qua nói chuyện đánh nhau bên ngoài vừa rồi nói hắn về sau đem loại sự tình này xử lý tốt nếu tái xuất hiện loại sự tình này như vậy sẽ không cần rau xanh người vương tôn thôn mang đến triệu kim nguyên gật đầu nói nhất định sẽ xử lý tốt trong lòng hắn cũng rất chăm tức thật vất vả ly khai đám người kia coi như là một người trên trấn đã nghĩ chờ tìm cơ hội đem cha mẹ cũng từ trong thôn đón ra lại tìm cho muội muội một nhà giàu có ở trên trấn hoặc là tiểu địa chủ ở nông thôn gì đó, như vậy cả nhà có thể thoát khỏi cái thôn kia. Kết quả không nghĩ tới cha mẹ của mình lại tìm phiền toái cho mình, để cho hắn thu rau xanh trong thôn, hiện tại tốt rồi, chọc chuyện phiền toái đến, triệu kim nguyên nghĩ đến người phụ nữ bị đưa đi tìm lan trung kia, nghĩ việc này hắn phải xử lý tốt, nếu không về sau ai biết lại xảy ra càng nhiều loạn sự hay không. Chương 24, Khúc Hồng Bố chọc người tức giận Hà Hoa cùng sở phong thu tiếp tục đi chợ, nơi đó người đến người đi rất náo nhiệt, hai người đi đến sạp bán thịt, cắt hai cân thịt, mua thêm một miếng gan heo, thấy còn có mấy cục xương, cũng mua luôn, chuẩn bị trở về nấu canh xương uống, đó là món Hà Hoa thích uống nhất, mua xong thịt, lại mua hai khối đậu hũ, sau đó đi lại chung quanh, lúc này chợ cũng không có bán gì mấy, kém xa so với chợ đời trước Hà Hoa thường đi, nhưng thắng ở chỗ tươi mới, Hà Hoa xem cũng rất đã nghiền, nhị đệ nhị đệ muội tìm được các ngươi rồi khúc hồng bố và thạch tú nương cùng đi tới trên mặt khúc hồng bố mang theo tươi cười trên mặt thạch tú nương lại mang theo biểu cảm mỏi mệt bất quá nhìn thấy sở phong thu bọn họ vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười hà hoa nói tìm chúng ta có việc khúc hồng bố nói xem nhị đệ muội nói này không có việc gì không thể tìm các ngươi các ngươi đều mua xong rồi sao đều mua cái gì vừa rồi tú nương muội tử mua một ít lê ai nha lê kia rất mọng nước ta thấy rất muốn mua nhưng lại luyến tiếc tiêu tiền vẫn là tú nương muội tử tặng ta vài trái thạch tú nương cười nói chị dâu khách khí như vậy làm cái gì chỉ có vài trái lê sở nhị ca huynh thích ăn lê sao nếu thích nơi đó còn có bán muội lại đi mua vài trái coi như thành quà tặng cho các ngươi đúng rồi nơi này muội còn có một ít lê nhỏ huynh cùng nhị tẩu cùng nhau nếm thử đi sở phong thu lạnh giọng nói ta cùng vợ chẳng ăn lê chỗ này ta giải thích ftp nói là co phân lê được phân lê đồng âm với phân ly người trung quốc rất kỵ hai vợ chồng cắt lê ra ăn chung vì sợ chia ly mà ta dùng ăn lê thay vì phân lê cắt lê ra ăn thạch tú nương sửng sốt có chút xấu hổ nói a à, muội đã quên mất chuyện này khúc hồng bố nói nhị đệ thật đúng là không phải ăn lê thôi sao chú ý như vậy thật sự là đem nhị đệ muội làm trồng mắt rồi trong lòng khúc hồng bố cùng thạch tú nương đều lên men tuy rằng sở phong thu nói là không ăn lê nhưng là ý tứ hắn rất rõ ràng so với lời ngon tiếng ngọt còn làm cho người ta cảm thấy uất ức a à. nếu các nàng là hà hoa trong lòng không biết thật vui vẻ đáng tiếc các nàng không phải là hà hoa mắt thấy hà hoa có chồng như vậy biết cách nói chuyện như vậy chỉ có thể ghen tị đầy nước chua trong lòng hà hoa cười trong lòng quả thật rất cao hứng cũng không quản ánh mắt hai người phụ nữ đối diện nắm tay sở phong thu. Khúc hồng bố nhìn không được hai người này ở trước mặt thì ân ái, khoa trương nói, nhị đệ muội, ngươi biết không? Thiếm Bạch Lê cùng thiếm cẩu tử cùng thôn nhà mẹ đẻ ngươi ở trước cửa hương khách lai đánh nhau. Thiếm Bạch Lê chính là tỷ tỷ của thiếm tiểu Bạch Đào, lúc đó thiếm tiểu Bạch Đào đã ở đấy, kết quả liền bị thương. Sau đó tới tìm Lan Trung, kết quả ngươi đoán như thế nào? Động thai khí, cũng may đứa nhỏ không sao, nếu không thù này sẽ kết lớn. Hà Hoa nghĩ nguyên lai là tiểu bạch đào có thai, khó trách ôm bụng kêu thảm như vậy, tuy rằng không quá thích thị, nhưng là một người phụ nữ, vẫn có chút cảm thấy may mắn đứa bé trong bụng bà ta không có xảy ra việc gì. Nga, thật sự là vạn hạnh, Hà Hoa chỉ nói một câu, khúc hồng bố nói, nhị đệ muội, hương khách lai kia buôn bán rất tốt, nghe nói đưa rau xanh cho bọn họ nhưng lại thu vào rất nhiều bạc, thím bạch lê cùng vợ cẩu thẳng kia chính là bởi vì giành mối buôn bán mới đánh nhau cũng khó trách bọn họ đánh nhau nếu nhà ta có một cách kiếm tiền này ta cũng không nguyện ý tặng cho người khác a à, hương khách lai like kia cũng thật là không ở trên trấn mua rau xanh lại để cho người tôn vương thôn đưa rau xanh nên lúc này mới gây ra chuyện cũng không biết về sau còn cần bọn họ đưa rau xanh nữa không nhị đệ muội ngươi nói một chút nhà chúng ta có thể đi đoạt chuyện buôn bán này lại hay không mặt hà hoa bỗng chốc kéo dài khúc hồng bố này là cố ý Khúc Hồng Bố biết rõ con rể của ông chủ Hương Khách Lai là loại người nào, cũng biết vì sao Hương Khách Lai không mua rau sảnh trên trấn hoặc là để cho thôn hộ gần đó đưa rau xanh cho bọn hắn mà để cho người Tôn Vương thôn đi đưa rau xanh tới, hiện tại lại nói với nàng những lời này, là cố ý ghê tẩm nàng sao? Không đợi Hà Hoa nói chuyện, Sở Phong Thu liền mở miệng, "Đại tẩu, về sau nếu lại để cho ta nghe được ngươi nói những lời này, cũng đừng trách ta thất lễ." Sở Phong Thu cũng rất tức giận, kỳ thật hắn rất chán ghét khúc hồng bố, khúc hồng bố khó xử hà hoa còn chưa đủ, bây giờ còn dám nói chuyện này, coi hắn là người chết sao, cho dù thị là đại tẩu, hắn cũng không thể dung, khúc hồng bố ngượng ngùng cười, nói, xem kìa, ta chỉ lo nghĩ đó là một cách kiếm tiền, lại quên chuyện khác. Là ta sai lầm rồi, các ngươi mắng ta hai tiếng ta cũng không cãi lại, đừng giận a, à, chị dâu sai lầm rồi. Biết lỗi rồi, đừng dài mặt như vậy trong lòng khúc hồng bố mắng chính mình thế nào liền không quản mà há mồm kỳ thật thị cũng biết nói như vậy khẳng định đắc tội với người nhưng nhìn thấy vợ chồng son ngọt ngào mực mực trước mặt thị bốc hỏa lên cho nên mới nhất thời xúc động nói những lời này thị cũng không nghĩ tới thật sự có thể đưa rau xanh cho hương khách lai like. việc này căn bản không thể thực hiện được thị chính là lấy chuyện này kích thích hà hoa cùng sở phong thu một chút kết quả sở phong thu cũng quá che chở hà hoa Tuy rằng đã sớm biết sở phong thu bị hà hoa câu dẫn triệt để, khúc hồng bố vẫn không phục trong lòng, bị sở phong thu liền mạch trăng dậy như vậy, thì càng hận hà hoa, nghĩ cho dù mình cùng sở phong thu đời này cũng không có kết quả, cũng sẽ không để cho hai người bọn họ sống hòa thuận, vui vẻ. Thạch Tú Nương ở bên cạnh cái gì cũng chưa nói, chỉ cảm thấy sở phong thu thật sự là quá yêu thương vợ, thực đáng tiếc bản thân mình không thể trở thành vợ hắn hai người sở phong thu và hà hoa cũng không muốn đi cùng các nàng mặt âm trầm xoay người rời đi mới đi một lát sở phong thu liền nói với hà hoa về sau khúc hồng bố còn như vậy đừng khách khí với thị ta hà hoa nói chàng xem ta khi nào thì khách khí qua chẳng qua có chàng ở bên cạnh người ta không cần ra tay thôi tướng công chàng thật tốt sở phong thu nói nàng là vợ ta ta không che chở nàng thì che chở ai đây lại nói liền bởi vì gả cho ta nên nàng mới phải chịu sự bực bội này. Hà Hoa cảm thấy điểm ấy của Sở Phong Thu tốt lắm, chàng cũng không bởi vì cảm thấy vợ rất lợi hại liền khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ không cho rằng vì đã gả cho chàng nên phải chấp nhận hết thảy tình huống nhà chàng, lại càng không ở bên trong đào bới tìm lỗi của vợ. Tỷ như chuyện lần này, có đàn ông sẽ nghĩ hôn sự trước kia của Hà Hoa là nhược điểm, mà Sở Phong Thu sẽ không. Hà Hoa càng cảm thấy chồng mình thật tốt, cho dù chàng chỉ là một anh nông phu cho dù chàng có vài người nhà cực phẩm nàng cũng cảm thấy có thể gả cho chàng thật sự là một chuyện may mắn là phúc khí nàng đời trước tích góp từng tí một hai người nói rõ ràng lại vui vẻ bắt đầu dạo chợ hà hoa vừa đi vừa nghĩ kỳ thật bán rau xanh cũng là chủ ý tốt đến lúc đó nàng bán rau xanh cho riêng một tửu lâu ngoài hương khách lai nàng dùng dị năng tạo ra những rau xanh thật ngon đời trước rau xanh của nàng bị rất nhiều nhà hàng khách sạn cướp giật giá cao hơn rất nhiều so với rau xanh khác Hà Hoa nghĩ Triệu Kim Nguyên không phải bởi vì một cái tử lâu liền buông tha cho hôn ước trước kia sao, hắn để ý tử lâu này như vậy, nàng liền đem tử lâu này đạp cho sập là được. Chương 25, về nhà mẹ đẻ, Tết Trung Thu là ngày mọi nhà đoàn viên, ở triều đại Hà Hoa đang sống này, phụ nữ xuất giá đều sẽ về nhà mẹ đẻ trước một ngày, mang theo chồng con cùng quà tặng, đương nhiên cũng không phải tất cả đều thế, cũng có người Tây không trở về tụ họp, nhưng dạng nữ nhi đã xuất giá này sẽ bị người chê cười kinh thường, chứng minh ở nhà chồng sống không tốt. Khúc Hồng Bố và Hà Hoa đều là con dâu sở gia, hai người cũng cùng chọn một ngày về nhà mẹ đẻ, quà tặng trong ngày lễ đều tự chuẩn bị. Khúc Hồng Bố tuy rằng không hào phóng, nhưng vì thể diện, vẫn chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ không để cho người chê cười, cũng để cho sở đại bảo cùng thụ căn thu thập sạch sẽ lưu loát. Thấy chồng và con trai mặc quần áo mới chín phần, Khúc Hồng Bố vừa lòng gật đầu. Bất quá khi nhìn thấy Sở Phong Thu cùng Hà Hoa đứng chung một chỗ thì sự vừa lòng này liền lui hơn phân nữa, trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ sao mình liền sinh ra sớm vài năm chứ, nếu như sinh sau vài năm, chồng của thị nói không chừng là ai đâu, đệ muội, nhà mẹ đẻ ngươi cách gần, thời gian đi đường ít, thời gian ở nhà mẹ đẻ liền dài quá, vậy đến lúc đó liền sớm giúp người về nhà, đừng làm cho mẹ mệt nhọc." Khúc Hồng Bố cười nói với Hà Hoa, lại nói với Thương thị, "Mẹ, mẹ cũng làm ít thôi." đừng làm mình mệt khúc hồng bố bởi vì sở phong thu đối với thương thị luôn luôn biểu hiện rất hiếu thuận cung kính thương thị thản nhiên nói trong nhà không có việc gì làm các ngươi đều ở nhà mẹ đẻ lâu một lát chính là tận lực trở về trước khi trời tối chớ đi đường đêm là được khúc hồng bố cùng hà hoa đều gật đầu đáp ứng ra cửa sở phong thu cùng hà hoa đi về phía đầu này khúc hồng bố cùng sở đại bảo mang theo thụ căng đi một đầu khác như vậy tách ra người lớn không có gì nói thụ căng cũng là quay đầu lại vẫy tay với hà hoa cho đến khi khúc hồng bố chịu không nổi răng dậy nó để cho nó nhìn đường dưới chân hai người hà hoa và sở phong thu rất nhanh liền đến trương gia tôn lang thảo vừa thấy bọn họ tiến vào liền cười chào hỏi nói muội 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 phu các ngươi đến a à, xem muội phu rất hiểu chuyện vừa sáng tinh mơ như vậy đã tới rồi không giống như đầu gỗ nhà ta kia hà hoa nói ta cùng tướng công ở trong thôn bên cạnh phải đến sớm chị dâu ngươi liền gả ở trong thôn, chẳng lẽ còn muốn để cho ca ca ta trời chưa sáng liền mang theo ngươi về nhà mẹ để mới tính là hiểu chuyện sao? Có so sánh như thế à? Hà Hoa rất chán ghét công lan thảo, cảm thấy đại ca của mình bị một người phụ nữ như vậy đạp hư, còn có một nguyên nhân chính là người phụ nữ này đối với nàng cũng không tốt. Hà Hoa nguyên chủ thắt cổ cũng có nguyên nhân bị thị nói lời chanh chua kích thích, cho nên Hà Hoa đối với chị dâu này cũng không cung kính, cho dù nàng không gây chuyện, chỉ cần có cái gì không đúng hà hoa cũng sẽ không để yên cho hiện tại dám nói trương đại khuê không tốt hà hoa liền phản bác thị tôn lang thảo bị nói không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể xoay mặt nói với sở phong thu muội phu ngươi xem cô em chồng này chính là miệng rất lợi hại ngươi phải rộng lượng nha sở phong thu nói hà hoa nói rất đúng thấy thế này tôn lang thảo không dám phản đối nữa trong lòng liên tiếp chửi má nó nghĩ hà hoa chết tiệt này dám can đảm không cho mình thể diện xem về sau thị làm ầm ĩ thế nào. Lý Hương Chi đi ra từ phòng bếp, cười nói với hai người Hà Hoa, đến rồi sao, mau vào phòng ngồi đi, lại hô một tiếng vào trong phòng cha Hà Hoa, khuê nữ cùng con rể đến rồi. Trương Xuyên và Trương Đại Khuê liền từ trong phòng đi ra, nói với nhau mấy câu, Lý Hương Chi sai Trương Đại Khuê đưa Tôn Lan Thảo về nhà mẹ đẻ. Trương Đại Khuê đáp ứng một tiếng, cầm quà tặng trong ngày lễ cho Tôn Gia, nói Tôn Lan Thảo đi mau. Lúc này Tôn Lan Thảo không muốn cũng phải đi, thì còn nhìn Sở Phong Thu thêm vài lần, bất quá Trương Đại Khuê cũng không để thị ở lại trong nhà làm mọi người ngại, xấu hổ với Sở Phong Thu, Trương Đại Khuê trực tiếp liền nói với Tôn Lang Thảo nếu thị không đi sẽ không cùng thị về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay nếu Trương Đại Khuê không cùng Tôn Lang Thảo đi một chuyến này, Tôn Lang Thảo sẽ thật mất mặt, cho nên Tôn Lang Thảo có chút không tình nguyện cùng Trương Đại Khuê ra cửa. Trương Xuyên cùng Sở Phong Thu ngồi ở trên giường trong phòng nói chuyện, Lý Hương Chi liền lôi kéo Hà Hoa đi phòng khác nói chuyện cũng chính là hỏi một chút mấy ngày nay nàng sống được không được, có chuyện gì không? Hà Hoa buồn cười nói, mẹ, mới bao lâu không gặp, mẹ còn không biết con sống có được hay không? Sao lại hỏi, Lý Hương Chi vỗ tay nàng một cái, nói, không phải cũng có một ít ngày sao? Liền nhà chồng kia của con, dù cho mẹ chồng cùng chồng đối với con tốt, mẹ cũng phải để tâm. Hà Hoa nắm tay Lý Hương Chi ôm nhu nói, mẹ, không có việc gì, con ứng phó được lại nói mẹ chồng cùng tướng công rất che chở con, mấy người khác cũng không dám gây gỗ thẳng mặt, cuộc sống coi như hài lòng, vậy là tốt rồi. Lý Hương Chi cầm lấy tay khuê nữ lật xem, phát hiện không thô ráp thêm, ngược lại trơn mịn, rất là vừa lòng. Sau đó hai mẹ con còn nói đến một ít chuyện nhà cùng chuyện trong thôn, Hà Hoa đã nói đến chuyện ở trên trấn nhìn thấy Đại Bạch Lê cùng thím cẩu tử hai nhà đánh nhau, nói tiểu bạch đào động thai khí, muốn thím cẩu tử bồi tiền, cũng không biết ở có nháo ở tôn vương thôn không lý hương chi lập tức nói nàng biết tình huống nói sau khi người nhà chồng tiểu bạch đào đến quậy xong người một nhà đại bạch lê lại cùng nhà cẩu thẳng đánh nhau một hồi cuối cùng là bồi thường tiền thuốc dưỡng thai còn bồi thường hai con gà trong nhà nuôi cùng một rổ trứng gà bất quá trong nhà đại bạch lê kia cũng xuống dốc không tốt gì nghe nói nhà chồng bạch đào đã quậy tới nhà bọn họ nói không phải bởi vì bọn họ cũng không ra được chuyện này nghe nói cũng bồi thường hai con gà vốn nhà chồng bạch đào kia muốn đoạt chuyện đưa rau xanh chính là không thành lý hương chi hừ một tiếng cười lạnh nói rau nhà cẩu thẳng kia không biết thế nào nhà đại bạch lê kia lại bình thường hương khách lai thu rau nhà bọn họ sớm hay muộn khách nhân đều chạy hết hà hoa vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay lý hương chi trấn an bà chẳng được bao lâu trương đại khuê đã trở lại kỳ thật mỗi lần đều là như vậy trương đại khuê chính là đưa tôn lang thảo trở về căn bản không nghĩ ở tôn gia lâu không có tôn lang thảo ở đây người một nhà rất vui vẻ nói chuyện ăn cơm chính là cơm còn chưa có ăn đến một nửa tôn lang thảo đã trở lại ngoài miệng còn mang theo một mảnh vụn thịt thì lại ngồi vào bàn trong tay còn cầm một đôi đũa mới lấy từ phòng bếp cười hề hề nhặt thịt ăn chiều hôm ấy có tôn lang thảo lắc lư đến lắc lư đi không khí không vui vẻ gì lắm hà hoa thật sự là bái phục bà chị dâu kỳ thật mặc kệ trong lòng không thích cô gái này nhưng nghĩ ở cổ đại người phụ nữ bị hưu sẽ không dễ chịu, Hà Hoa cũng sẽ không nghĩ làm gì thì ta, chính là người phụ nữ này thật sự luôn muốn chết, Hà Hoa thật sự hận không thể đánh thì ta chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó lại để cho đại ca thú hiền thê khác, bởi vì bị Tôn Lang Thảo làm tức giận, loại ý tưởng này càng ngày càng nặng, Hà Hoa liền hướng cha mẹ đại ca cáo biệt, cùng Sở Phong Thu đi về, người Trương gia tiễn bước bọn họ, nhìn Tôn Lang Thảo, bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người lại đi làm việc sở phong thu cùng hà hoa không có trực tiếp về nhà, mà dạo một vòng ngọn núi bên kia sông, hái được một ít hoa dại cùng một ít trái cây dại, lúc này mới về nhà, mãi cho đến khi trời tối sẫm, gia đình sở đại bảo còn chưa có trở về, liền ngay cả sắc mặt sở tuấn tài rất khó coi, nghĩ chuyện này cũng quá kỳ quái, ông ta cũng đói bụng, cũng không thể chờ ba người sở đại bảo, trực tiếp ăn cơm, đợi đến khi ăn xong cơm, lại qua ước chừng nửa canh giờ. Chợt nghe có người gõ cửa, sở phong thu đi mở cửa, thấy một chiếc xe ngừng trước cửa, giọng nói thụ căng từ trên xe truyền đến, mang theo tiếng khóc, nói cha nó bị thương. Chương 26, sở đại bảo bị trọng thương, đưa thụ căng trở về là một người cậu của thụ căng, xếp thứ hai, kêu là khúc nhị lan. Khúc Nhị Lan nói cho sở phong thu sở đại bảo bị thương đang ở y quán trên trấn, nói người trong nhà bọn họ mau tới, tốt nhất mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà, nói lần này bị thương khá nặng, làm không tốt ngay mệnh đều không cứu được khúc nhị lan nói xong thụ căng khóc dữ dội hơn không ngừng mà nói đừng để cho cha chết để cho sở phong thu mau lấy tiền đi cứu cha nó thụ căng vừa khóc làm cả nhà chạy đến sở tuấn tài sốt ruột hỏi sao lại bị thương đến cùng là làm sao con ta khỏe mạnh đi tới nhà thân thích thế nào sẽ mất mạng nhị lan ngươi nói rõ ràng cho ta khúc nhị lan thấy sở tuấn tài giống như đang chất vấn hắn giống như sở đại bảo bị thương là do bọn hắn làm, có chút mất hứng nói, chú thông gia, không liên quan tới chúng ta, là muội phu chính hắn gây ra chuyện, người lớn như vậy không đi cẩn thận, không có việc gì ném đá, kết quả trọi trúng người đang đánh xe ngựa trên đường, con ngựa kia như bị điên xông vào hắn, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, hắn đã bị ngựa dẫm chết, kỳ thật khúc nhị lan nói dối, lúc đó bọn họ cũng bị dọa choáng váng. Tất cả trốn rất xa chỉ sợ cũng bị ngựa dẫm phải vẫn là người đánh xe ngựa nhảy xuống xe chế trụ con ngựa, Sở Tuấn Tài vừa nghe á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng mắng tay Sở Đại Bảo rất nhàn rỗi, nhưng nghĩ đến hắn bị ngựa dẫm phải, vết thương kia rất nặng a, à, không phải nói sắp mất mạng sao? Nghĩ đến đứa con yêu thương nhiều năm buổi sáng còn đứng trước mặt mình, buổi tối đã nói sắp mất mạng, trong lòng ông ta đau đớn, trước mắt biến thành màu đen. Hà Hoa nghe rõ ràng, âm thầm nhíu mày, nghĩ Sở Đại Bảo này thật sự hay gây chuyện quá nghe được hắn sắp mất mạng nàng cũng chỉ có thể không hé răng nói gì thương thị ôm thụ căng nói trước đừng nói chuyện khác đi nhìn xem đại bảo trước đi cha đại bảo đem tiền lấy ra cho phong thu để cho hắn đi xem đi nếu ông muốn đi cũng đi thôi tôi cùng hà hoa ở lại trong nhà trong thụ căng sở tuấn tài vừa nghe nói phải chi tiền lập tức lấy lại tinh thần hỏi khúc nhị lan đúng rồi đại bảo nhà ta là bị con ngựa kia đạp bị thương chủ của con ngựa kia đâu bọn họ phải cho đại bảo chúng ta trị thương. Bọn họ phải bồi tiền. Các ngươi để cho người ta chạy đi sao? Sở Tuấn Tài nghĩ đã có một con ngựa, hẳn coi như có tiền đi, dù là đánh xe ngựa chở người, đem xe ngựa kia bán cũng có thể bồi thường được một số tiền lớn. Ông ta nghĩ thật tốt đẹp, đáng tiếc Khúc Nhị Lan hắt cho ông ta một bồn nước lạnh lớn. Khúc Nhị Lan nói, chú à, chú nhưng đừng lại nhớ thương người ta bồi thường tiền, đây chính là muội phu chọc chuyện trước, người ta còn phải bắt bồi tiền y mã đó hơn nữa đối phương nói bởi vì ngựa này nổi chứng đem người ngồi ở trong xe bị chấn kinh còn muốn phải bồi thường cho bọn họ cuối cùng vẫn là người trong xe kia dày rộng nói không cần tiền nếu không chú thông gia nhà các ngươi đã phải tiêu tiền càng nhiều sở tuấn tài vừa nghe nhăn mặt lại lại không phản đối hà hoa vốn không trên một tiếng nghe nghe đến đó chỉ biết mặc kệ thế nào chồng của mình phải đi trên trấn một lần nàng nói với sở phong thu đi vào chuẩn bị này nọ cho hắn sở phong thu gật đầu hỏi sở tuấn tài muốn cùng đi lên trấn hay không mặc kệ đi hay không cũng phải mang tiền đi sở đại bảo nơi đó đang chờ tiền để dùng đấy sở tuấn tài nói sở phong thu cũng trở về đem tiền lấy ra hết không cho hắn giấu giếm sau đó mới xoay người trở về phòng đi lấy tiền nghĩ đến sở đại bảo bị thương nặng như vậy lần này nói không chừng tiền bạc trong nhà đều tiêu hết ông ta liền đau lòng hà hoa cũng nghe thấy sở tuấn tài nói nhướng mày có một loại cảm giác chỉ cần này tiền xuất ra muốn đòi trở về sẽ có chút khó khăn, bất quá cũng không thể thấy chết không cứu, cho dù rất chán ghét sở đại bảo, kia cũng là một mạng người. Hơn nữa nếu không lấy tiền ra cũng làm cho người ta cảm thấy bọn họ rất vô tình, sở phong thu thấy hà hoa đem bao đựng tiền lấy ra, đi qua nắm tay nàng nói, yên tâm, đến lúc đó ta xem tình huống, không cần thiết ta sẽ không bỏ tiền của chúng ta ra, nếu bọn họ về sau thay đổi thái độ, tiền này chúng ta sẽ không vội vã đòi. Nếu bọn họ còn cứ như lúc trước vậy, ta thế nào cũng phải để cho bọn họ nhổ ra." Hà Hoa gật đầu, nói Sở Phong thu mặc thêm một bộ quần áo, đi ra cửa tiễn hắn. Sở Tuấn Tài cũng quyết định đi theo cùng, một là lo lắng con trai, hai là ông ta luyến tiếc đem tiền trong tay đem đi ra ngoài, cho dù tiêu tiền ông ta cũng phải nhìn xem đều tiêu ở chỗ nào. Đám người đi rồi, Hà Hoa đi tới phòng thương thị, mẹ chồng nàng dâu thêm một đứa bé khóc choáng váng, mí mắt nặng nề đánh nhau sau khi thụ căn ngủ thương thị liền cùng hà hoa nói chuyện tán gẫu biết nàng đem toàn bộ tiền riêng để cho sở phong thu cầm đi nghĩ con dâu rất tốt bụng chính mình lúc trước không có nhìn lầm người đồng thời bà lại thở dài cảm thấy cứ sống như vậy thật sự là liên lụy con trai và con dâu liền nói với hà hoa nếu sống không được nữa đến lúc đó bà nghĩ biện pháp để cho bọn họ ra ngoài ở riêng hà hoa vừa nghe lập tức nói sao đi được ạ à? mẹ con cùng phong thu ca còn muốn hiếu thuận mẹ mẹ ở nơi nào chúng con sẽ ở nơi đó thương thị cười nói đứa bé ngốc này con nói như vậy mẹ rất vui nhưng cũng lo lắng các con muốn hiếu thuận mẹ thế nào đều có thể hiếu thuận dù sao đến lúc đó ngay trong thôn đi vài bước liền đến mẹ cũng không trông cậy vào người khác nghĩ các con có thể sống an ổn thư thái tránh cho cứ ở trong nhà này bị khinh bỉ ai phong thu đứa nhỏ này đi theo mẹ cũng bị làm cho tức giận không ít năm cũng nên để cho nó sống cuộc sống tốt hơn Hà Hoa nghĩ đến Sở Phong Thu trải qua chuyện này, cảm thấy hắn rất vĩ khuất. Nàng đương nhiên muốn ở riêng, chỉ cần ở riêng. Đến lúc đó bọn họ kiếm bao nhiêu tiền đều là của bọn họ, không cần phân cho đám người đáng ghét này. Chỉ bằng Sở Phong Thu có khả năng cùng dị năng của nàng, còn lo sống không tốt sao? Còn có một chuyện thật trọng yếu, cần cách khúc Hồng bố xa chút, để thị không nhìn chầm chầm tướng công nàng. Chính là nghĩ đến để Thương Thị ở lại đây một mình cùng với một đám người đáng kinh trong lòng Hà Hoa vẫn không thoải mái, thương thị đối xử với nàng tốt lắm, nàng đều coi bà như mẹ ruột, thương thị thấy Hà Hoa do dự, trong mắt lóe ý cười, cảm động sự hiếu thuận của con dâu, nguyên nhân vì con dâu tốt thế bà càng nên suy nghĩ vì vợ chồng son bọn họ, gia đình này nhất định đạt được, thương thị cùng Hà Hoa chờ đến buồn ngủ, thời điểm nói đối phương ngủ trước còn mình thức canh thì cửa bị đập vang, sở tuấn tài cùng khúc hồng bố đã trở lại, vẫn được khúc nhị lan trở về nói là sở đại bảo bị thương khá nặng để cho hắn ở lại nơi đó trị thương không thể lộn xộn sở phong thu ở lại xem sở tuấn tài trở về nghỉ ngơi mà khúc hồng bố trở về thu thập này nọ cho sở đại bảo vành mắt khúc hồng bố hồng hồng đi theo hà hoa vào phòng nói hà hoa lấy ra toàn bộ tiền cho sở đại bảo trị thương hà hoa nói tất cả tiền đều đưa cho sở phong thu cầm không có tiền khúc hồng bố còn có chút không tin nghĩ rằng bọn họ nhất định để lại hà hoa rất tức giận nghĩ chính mình cùng sở phong thu không so đo thái độ trước kia của bọn họ mang toàn bộ tiền ra kết quả lại làm cho người ta hoài nghi không tận tâm trực tiếp nói ra như vậy thật sự là người tốt làm khó nàng tức giận trực tiếp đẩy khúc hồng bố ra ngoài sau đó đem cửa đóng chặt ngã vào trên giường trong lòng nghĩ về sau không bao giờ mềm lòng với bọn họ nữa cho dù lần sau bọn họ sắp chết ở trước mặt nàng cũng không quản mắt công đến lúc đó còn lại trách nàng đem người hại chết Người như Khúc Hồng Bố thật có khả năng như vậy. Chương 27: Xé rách mặt, sáng sớm hôm sau, Khúc Hồng Bố lại đây tìm Hà Hoa, vẫn là đến đòi tiền, vẻ mặt nhìn Hà Hoa nếu không đưa tiền thì chồng thị sẽ chết. Hà Hoa thật sự là bị tức điên, trực tiếp lạnh như băng nói với thị không có tiền. Khúc Hồng Bố liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, nói Hà Hoa tâm ngoan. Hà Hoa thật sự bị Khúc Hồng Bố làm cho tức giận, nghĩ người này sao lại vô lại như vậy đây là tư thế nếu không đưa tiền sẽ đem thanh danh của mình làm cho thối sao. Sáng tinh mơ, thị hô to như vậy hàng xóm đều nghe được, hà hoa không có một làm hai không dứt, cũng trực tiếp khóc lớn lên, lớn tiếng nói chính mình thực không có tiền, sau đó khóc liền chạy ra phía ngoài, nhìn thấy người liền khóc vay tiền, nói đại bá bị thương, đại tẩu tìm nàng đòi tiền, nàng, không có thì nói nàng tâm ngoan, đại nương, trong nhà thím nếu có tiền liền cho ta mượn một ít đi, chờ có tiền nhất định sẽ trả lại ta không thể để rơi xuống một cái thanh danh ác độc thím thím có thể cho ta mượn vài đồng tiền hay không thím yên tâm nhất định sẽ trả hà hoa vừa khóc vừa nói trong lòng nghĩ ngươi muốn khóc a à, muốn phá hư thanh danh của ta không có cửa đâu ta trước hết phá hỏng thanh danh của ngươi đã một chiêu này của hà hoa dùng rất hiệu quả quả nhiên mọi người vừa nghe lời này của nàng tất cả đều cảm thấy khúc hồng bố rất quá mức nào có đạo lý chồng của mình bị thương huynh đệ này ở trên trấn dụng tâm trong chừng, cũng cầm tiền đi, thì ta lại về nhà đến đòi tiền đệ muội, không cho đã nói lòng dạ độc ác, xem đem đệ muội này bị bức đến phải chạy ra ngoài đường vay tiền, giống bộ dáng gì. Lúc khúc hồng bố thấy hà hoa vừa khóc vừa chạy đi liền cảm thấy choáng váng, cảm thấy sự tình không ổn, chờ chạy đến nhìn thấy hà hoa sở tác sở vi thật sự làm cho tức chết rồi, nghĩ trương hà hoa này thật sự quá giảo hoạt, cư nhiên chạy đến cáo trạng thì a. À mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn thị cũng không đúng làm ra bộ dáng xin lỗi hà hoa trong lòng thị vừa tức vừa vội nghĩ nói rằng hà hoa nói dối đều không được lúc trước thị nói hà hoa tâm ngoan rất lớn tiếng hàng xóm nhất định nghe được hiện tại mọi người nhìn thị thì cũng không thể trốn chỉ có thể đi qua đệ muội ta chỉ vì quá sốt ruột ngươi đừng giận ta chúng ta trở về đi chuyện tiền kia ta lại nghĩ biện pháp khác chị dâu ngươi cứ như vậy đi cũng đừng nghĩ biện pháp khác liền nói mọi người mượn chút tiền đi dù sao ta cũng thay ngươi nói ra chuyện này rồi hà hoa nghĩ rằng ngươi mượn tiền ngươi trả dù sao không quan hệ tới ta hôm nay dám hãm hại ta như vậy về sau lại nghĩ từ trong tay ta chiếm được tiện nghi thì ngươi rất có bản sự a à nha ta nhớ mới nhóm bếp cũng không biết thế nào ta phải đi xem một chút hà hoa làm bộ cả kinh xoa xoa mắt nói vài tiếng với mọi người rằng khúc hồng bố có bao nhiêu sốt ruột hy vọng bọn họ cho thị vay tiền sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, khúc hồng bố khẽ cắn môi, trương hà hoa này thật sự rất giảo hoạt. Lúc trước sau thì liền không có hợp lại dốc toàn lực ngăn cản nàng ta vào cửa sở gia chứ, náo đến bây giờ chính mình khó chịu, thật sự là hối hận muốn chết, hà hoa vừa mới đi đến cửa nhà thấy thương thị đi ra, đang lo lắng nhìn nàng, hỏi nàng có chịu ủy khuất hay không, vừa rồi bà ở trong phòng. Chỉ nghe thấy động tĩnh còn chưa có kịp chạy ra cũng đã tìm không thấy các nàng hà hoa nói cho bà không có việc gì nhưng nàng hồng hồng khóe mắt vẫn để cho thương thị thực đau lòng nắm tay nàng nói thật ủy khuất nàng trong lòng hà hoa nghĩ chính mình không ủy khuất chỉ quá tức giận may mà không chịu thua kém cuối cùng nhỏ ra chút nước mắt sở tuấn tài thấy khúc hồng bố không có náo ra được tiền có chút thất vọng lan trung đã nói sở đại bảo này bị thương tốn không ít tiền bạc ngày hôm qua lan trung xem vết thương bó xương còn có dùng thuốc cho hắn phải hết hai ba lượng bạc lan trung nói dùng là thuốc tốt nhất liền mắc như vậy, nhưng lại ở nơi đó vài ngày, mỗi ngày đổi dược cũng phải tốn không ít tiền, mặt khác cho dù về nhà cũng phải từ từ điều dưỡng, uống chén thuốc dùng thuốc bôi bên ngoài cũng toàn là thứ mắc tiền, phỏng chừng phải hơn 5 lượng, này cộng lại phải 8 lượng. Hơn nữa còn có khả năng, làm không tốt phải 10 lượng, mặc kệ là 8 lượng hay là 10 lượng, đều là số tiền lớn, ở nông thôn, số tiền này đều có thể sửa chữa phòng ở, có thể mua một mẫu ruộng, lại thêm chút tiền có thể mua một đầu gia súc, Sở Tuấn tài đau lòng muốn chết, trong tay ông ta chỉ có không đến 5 lượng bạc a, con lớn nhất nơi đó cho dù có tiền cũng khẳng định không có bao nhiêu, của cải bọn họ ông ta quá rõ ràng, con lớn nhất không có bản sự kiếm tiền gì, nhiều nhất chính là lấy từ trong tay ông ta một chút, con dâu kia lại đừng nói nữa, nhà mẹ đẻ cũng không phải giàu có gì, còn có thể cho thị một cô nương xuất giá bao nhiêu tiền. Thị không trợ giúp cho nhà mẹ đẻ đã là tốt lắm rồi. Nếu bọn họ có thể xuất ra hai ngàn đồng tiền ông ta liền cảm ơn trời đất, thương thị thấy sở tuấn tài phát sầu, chậm rãi nói, ông sầu cái gì? Vợ đại bảo còn có thể không cứu đại bảo sao? Đó dù sao cũng là chồng nó, chúng ta đều đem tiền lấy ra, nó còn có thể giấu riêng ư, không có tiền, không có thứ khác sao? Tôi nhớ kỹ nó có trang sức mà, thương thị nghĩ đến chuyện vừa rồi khúc hồng bố đi đòi tiền hà hoa trong lòng liền nghẹn lại, cho dù thị thực không có tiền rõ ràng còn có biện pháp lại đi chỗ chị em bạn dâu khóc chết khóc sống không cho thị tiền tựa như muốn giết chết thị vậy là ý gì đây thương thị cũng không phải đồ ngốc mấy năm nay khúc hồng bố bề ngoài đối với bà thực hiếu thuận kỳ thật trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt gì bà cũng biết làm hại con lớn tuổi như vậy mới lấy được vợ còn có một phần của khúc hồng bố hừ nếu hà hoa là đứa mềm yếu quậy như vậy vài lần thật muốn bị bọn họ cho quậy cách tâm vậy con bà còn có ngày lành sao thương thị cũng tức giận nghĩ rằng khúc hồng bố còn như vậy bà cũng không để ý làm mẹ chồng ác độc chẳng qua bên ngoài thì ta ra vẻ là nàng dâu tốt vậy bà cũng không làm mẹ chồng ác độc lộ liễu là được bà cũng biết dùng thủ đoạn mềm dẻo mà sở tuấn tài vừa nghe cũng đúng a à. trong tay vợ chồng con lớn nhất phỏng chừng không bao nhiêu tiền nhưng có trang sức chói lọi a à. trang sức cũng là tiền đến lúc đó lại đem bán tiền trị thương điều dưỡng của con lớn nhất sẽ không phát sầu bởi vì có ý nghĩ này sở tuấn tài lại tính toán thêm thu hồi hai xuyến tiền của mình lại khúc hồng bố còn không biết chính mình bị thương thị đá xéo cho một phen thì còn đang tức giận lúc khúc hồng bố đòi tiền hà hoa khúc nhị lan đang trốn ở trong phòng bất quá cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra muội muội của mình thật không được việc trong lòng liền minh bạch con dâu thứ hai của sở gia này đừng nhìn diện mạo thành thật nhưng cũng không mềm yếu chẳng những không mềm yếu còn trong bông có kim muội muội của mình là người thông minh như vậy đều bị đâm một cái, khó trách có thể gả vào được sở gia, thực không phải dễ lừa gạt. Khúc nhị lan khuyên khúc hồng bố vài câu, để cho thị nhanh chóng lại đi lên trấn xem sở đại bảo, kia mới là chồng của thị, đừng ở nhà giận dỗi cùng chị em bạn dâu, còn có, muội còn có bao nhiêu tiền, hoặc là trang sức đáng giá. Mau lấy ra cho huynh, khúc nhị lan lén lút nói với khúc hồng bố, ánh mắt khúc hồng bố nhíu lại, cho huynh làm gì, đó là của muội. Khúc Nhị Lan cười cười, đem chuyện thương thị nói với Sở Tuấn Tài nói cho thị. Thì ra hắn lén lút ngồi ngay chân tường để nghe trộn. Khúc Hồng bố vừa nghe liền cắn răng, trong lòng đem thương thị mắng khốn kiếp, nghĩ bà già đáng chết, chính mình xem ở mặt mũi Sở Phong Thu nên hiếu thuận với bà ta, hiếu thuận giống như mẹ chồng ruột, bà ta cư nhiên tính kế mình. Xem ra này không phải con dâu ruột chính là không được a, à, vậy đừng trách thị về sau không hiếu thuận bà ta. Khúc Hồng Bố nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ của Khúc Nhị Lan, cho mày, nói, đồ muội tự mình giữ, đến lúc đó Huynh chỉ cần nói đem đồ cầm hết rồi, tiền cũng dùng sạch là được. Khúc Nhị Lan thất vọng, nghĩ rằng muội muội này vẫn rất tính toán như vậy, nhưng hắn vẫn mở miệng đáp ứng rồi, bởi vì về sau hắn còn phải từ chỗ muội muội kiếm được ít ưu việc khác. Mấy năm nay Khúc Hồng Bố cũng trợ giúp cho nhà mẹ đẻ không thiếu, ăn xong điểm tâm sở tuấn tài quả nhiên nói với Khúc Hồng Bố chuyện trang sức phúc hồng bố khóc nói chính mình chỉ có một cây trâm vàng có chút giá trị trị nhưng cũng đã để cho ca ca cầm đi đổi tiền chính thị đã nhờ còn lại vài thứ kia tất cả đều là vài thứ linh tinh chỉ có nhìn đẹp kỳ thật căn bản không đáng giá vài đồng tiền cha con không phải không nghĩ dùng đồ cưới của mình bất quá thật sự con không có đồ cưới đáng giá gì lại nói nếu để cho các hương thân biết nhà chúng ta đều phải dùng đồ cưới của nàng dâu vậy sẽ bị người chê cười cha cha cũng không muốn bị người chê cười phải không chúng ta vẫn nên ngẫm lại biện pháp khác đi ngươi không nói ta không nói ai biết lại nói cứu tướng công của mình dùng đồ cưới thì sao đã tới lúc này còn sợ bị người chê cười là thể diện đáng giá hay là mệnh đáng giá nếu đại ca thật sự có thế nào vậy còn cần mặt mũi đại tẩu đã đến lúc này ngươi khóc rất đáng thương nhưng sao lại lạnh tâm như vậy chẳng lẽ đây là chỗ bất đồng của người thông minh? Hà Hoa dắt khóe miệng cười nhìn khúc hồng bố, không sai, nàng muốn cùng khúc hồng bố xé rách da mặt, cùng loại người này diễn trò làm chị em bạn dâu tốt thật sự mệt chết người, còn không bằng thừa dịp chuyện hôm nay trở mặt, như vậy về sau lại có chuyện gì nàng cũng có thể quan minh chính đại cự tuyệt, khúc hồng bố sửng sốt, sau đó giận tím mặt, đệ muội, Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đã tới lúc này ngươi còn muốn khi dễ ta, ta cũng không khi dễ ngươi, Ta nói là lời nói thật a, à, chính là nói cho toàn thôn nghe. Ta cũng không sợ mệt, sống lưng hà hoa thẳng tắp. Phụng Phiệu nhìn khúc Hồng bố, khúc Hồng bố hận nghiến răng. Quả thật, chuyện này quậy bung ra như Hà Hoa nói đều không thấy mệt. Chỗ bọn họ quả thật động vào đồ cưới của người phụ nữ nói ra không xuôi tai. Nhưng tùy thuộc vào tình huống, người phụ nữ dùng đồ cưới cứu chồng của chính mình thì khẳng định sẽ không bị người chê cười. Tương phản, nếu cái cô gái này luyến tiếc, vậy khẳng định cũng bị người đâm cuộc sống sở tuấn tài nhìn khúc hồng bố nghĩ con dâu này cái gì cũng tốt chính là quá keo kiệt bây giờ còn đùa dẫn tâm nhãn với ông ta chính mình về sau vẫn nên đem tiền trong tay nắm chặt một ít đi để cho nó không đem tiền trợ giúp cho nhà mẹ đẻ xem đi đại bảo đều bị thương thành như vậy nó còn cố lấy cớ nói này nọ đưa cho nhà mẹ đẻ khúc nhị lan ra đứng ở ngoài cửa nghe lén càng cảm thấy chị em bạn dâu này của muội muội không phải dễ khi dễ nghĩ rằng cuộc sống về sau của muội muội sẽ náo nhiệt. Hắn vốn muốn đi vào giúp đỡ hòa giải, sau nghĩ lại mình đi vào vạn nhất bị vay tiền làm sao bây giờ. Cho nên hắn chưa tiến vào, còn xoay người muốn đi đóng xe. Khúc Nhị Lan vừa quay người lại, đã thấy hai người đi từ ngoài cửa lớn vào. Chương 28, trong lòng biết rõ ràng, Khúc Hồng bố ra nghênh đón, vành mắt hồng hồng nói, thím, muội tử, các ngươi thế nào đến? Mau vào ngồi đi, bất quá chúng ta cũng không thể nói nhiều, cùng các ngươi một lát chúng ta còn phải đi lên trấn tướng công ta hắn bị thương khúc hồng bố nói xong lại cúi đầu lau nước mắt thạch tú nương vội vàng đi qua khuyên lấy khăn tay cho khúc hồng bố lau nước mắt nói đại tẩu chúng ta chính là nghe nói chuyện này cho nên mới tới đây tẩu đừng vội các nhân đều có thiên tướng sở đại ca nhất định không có việc gì chờ qua kiếp nạn này hắn nhất định hạnh phúc cuối đời đến lúc đó tẩu chờ hưởng phúc đi khúc hồng bố vừa nghe nở nụ cười lau nước mắt nói, muội tử thực biết cách nói chuyện, trong lòng hà hoa nghĩ hai người này càng ngày càng tốt, quả nhiên ứng một câu, vật họp theo loài, người phân theo đàn, vào phòng, liễu thúy cầm mang ra hai lượng bạc, đặt vào tay sở tuấn tài đang để trên bàn, nói, đại bảo đứa nhỏ này đột nhiên gặp nạn lớn như vậy, muội vừa nghe trong lòng cũng sốt ruột, muội chỉ là một nữ tắc cũng không giúp được cái gì, cũng tiện trong tay còn có một ít bạc vụn, cũng không biết này có đủ hay không, nếu không đủ, trong nhà muội còn có mấy lượng đến lúc đó liền lấy ra hết trước cho cháu lớn dùng cứu mạng quan trọng hơn sở tuấn tài vừa nghe lập tức lộ ra cảm động vội vàng chối từ nói không cần nhưng tay không có vương ra đem bạc đẩy ra ánh mắt khúc nhị lan tỏa sáng nhìn bạc kia nghĩ rằng quả nhiên là có tiền a à, đây chính là bạc ở nông thôn người nhà bình thường dùng đều là tiền đồng có người cả đời không có sờ qua bạc người có bạc cũng chỉ lấy ra dùng cái loại tán bạc vụn này một cắt hai cắt ba cắt đến năm cắt đã ít có người lấy ra dùng tất cả đều cất giữ so với tiền đồng dễ thu hơn a à. mà hiện tại thím liễu lấy ra hai khối bạc này không phải bạc vụn mà là hai thỏi bạc khéo léo tỷ lệ cũng thực không sai đặt ở trong phòng có chút hôn ám như có ánh sáng bóng lên hà hoa đánh giá liếc mắt một cái nghĩ thím liễu này xem ra trong tay thật là có tiền này vừa ra tay chính là hai thỏi bạc lần này không chút nào nương tay hà hoa cũng không cảm thấy cảm động ngược lại càng thêm cảnh giác làm nha hoàng ở nhà giàu tới lúc một bó tuổi, cuối cùng còn mang theo nữ nhi được phóng trở về, thế nào cũng không thể nói là người phụ nữ không có tâm nhãn, thủ đoạn, trước mắt chỉ hai mẹ con các nàng, sống ở nông thôn này, nàng cũng không tin các nàng không so đo, chuyện này không ít lợi các nàng sẽ làm sao, Hà Hoa cũng biết tự bản thân hay nghĩ người khác có tâm tiểu nhân, nhưng đối với đôi mẹ con này nàng không thể không nghĩ như vậy, thương thị ở bên cạnh không nói chuyện. Khúc hồng bố bỗng chốc vừa khóc một cái vẻ mặt cảm tạ liễu thúy cầm cùng thạch tú nương nói các nàng quả thực là so với người trong nhà còn có lòng nhiệt tình hơn lời này nói ra thương thị và hà hoa cũng không cao hứng biết khúc hồng bố là đang chỉ ai liễu thúy cầm cuối cùng vẫn đem bạc để lại có thế này mới mang theo thạch tú nương về nhà khúc nhị lan lại mang theo sở tuấn tài và khúc hồng bố cùng đi lên trấn không tới giữa trưa sở phong thu đã trở lại có mệt hay không nhanh ăn cơm đi đúng lúc mẹ muốn chiên trứng gà cho thụ căng ăn, làm thêm một cái, con cũng ăn để bồi bổ một ít, thương thị thấy vành mắt con có chút biến thành màu đen thực đau lòng, chiếu cố sở đại bảo cả đêm, vẫn là tự mình đi tới rồi trở về, khẳng định rất mệt, bà để cho hà hoa chiếu cố sở phong thu, chính mình đi chiên trứng gà, hà hoa cũng thực đau lòng sở phong thu, để cho chàng tắm rửa một chút rồi ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong thì ngủ ngay. Sở phong thu ôm ôm hà hoa, nói, không có việc gì, so với làm việc thoải mái hơn tuy rằng nói như vậy nhưng cơm nước xong vừa nằm ở trên giường mí mắt sở phong thu liền đánh nhau chưa nói mấy câu liền ngủ hà hoa đắp chăn cho chàng sở phong thu cũng không ngủ nhiều dù sao tuổi trẻ chỉ ngủ một canh giờ liền khỏe mạnh trở lại hắn nói tình huống sở đại bảo cho thương thị và hà hoa sở đại bảo lần này bị ngựa đạp không nhẹ một chân bị gãy một cánh tay cũng bị thương xương sườn cũng bị thương còn bị đạp ói ra máu mặt lại sưng lên. Hà Hoa nói, ai bảo hắn lớn như vậy còn chơi ném đá, làm ngựa người ta kinh hoảng, không làm bị thương đến người khác xem như tiện nghi hắn. Sau đó Hà Hoa cũng không gạt, đem chuyện buổi sáng cùng khúc hồng bố nói cho hắn nghe. Thương thị cười nói, Hà Hoa chịu ủy khuất, bất quá làm cũng rất đúng, mẹ đời này nén giận, các con cũng không thể như vậy. Về sau liền làm như vậy, chờ về sau các con ở riêng là sống tốt hơn. Sở phong thu vừa nghe ở riêng liền nhíu mày, hắn không phải không nghĩ ở riêng nhưng vừa đến muốn để thương thị ở lại cái nhà này hắn làm con liền khó chịu thương thị cười vỗ vỗ tay con đem chuyện ngày hôm qua nói cùng hà hoa nói lại một lần bà hạ quyết tâm muốn cho con trai con dâu ra riêng thụ căng bởi vì cha bị thương mẹ lại không ở nhà cho nên có chút sợ hãi ngay cả bạn cùng lứa cũng không thèm đi ra chơi cùng lại chạy về nhà thương thị phải đi dỗ nó để cho vợ chồng son ngồi nói chuyện hà hoa thấy sắc mặt sở phong thu đi qua ngồi kề bên hắn nắm tay hắn nhỏ giọng nói không cần khó chịu nếu chàng không muốn ở riêng chúng ta sẽ không phân chàng nhìn ta xem hiện tại chẳng ở riêng cũng không bị khi dễ sao đại tẩu mới không phải là đối thủ của ta hà hoa là thật nghĩ như vậy ở riêng nàng có thể làm cho cuộc sống tốt hơn chẳng ở riêng nàng cũng sẽ không làm cuộc sống tồi tệ quan trọng nhất một điểm là nàng cứ cảm thấy có người đàn bà liễu thúy cầm không an phận kia nói không chừng về sau nhà này sẽ có cái gì đó biến hóa, nàng hiện tại cũng không nói, nghĩ lại quan sát một đoạn thời gian, chờ để cho nàng xác định nàng đoán đúng, đến lúc đó lại quyết định, là ở riêng, hay là mang theo thương thị rời nhà này đi, theo tư tâm của nàng mà nói, nàng hy vọng là vế sau, sở phong thu bởi vì lời hà hoa nói đem nàng ôm gắt gao, hắn nghĩ, vợ thật tốt, người vợ tốt như vậy, hắn thế nào có thể luôn để cho nàng chịu ủy khuất, buổi tối sở tuấn tài cùng khúc hồng bố lại trở về sở phong thu lại đi chiếu cố sở đại bảo sở phong thu đi mới biết được ban ngày liễu thúy cầm cùng thạch tú nương còn tới nơi này xem qua sở đại bảo sở đại bảo khen hai mẹ con kia không dứt miệng sở phong thu nghe cũng không nói chuyện kỳ thật hắn cũng không ngốc chuyện hà hoa có thể nhìn ra hắn cũng đã nhìn ra nguyên nhân làm cho dạng này đôi mẹ con kia vừa cho mượn bạc lại đến thăm cũng không để cho hắn cảm thấy các nàng thiện lương ngược lại để cho hắn cảm thấy phiền chán trong lòng chờ sở đại bảo khỏe hơn hắn trực tiếp bị đưa về nhà lúc này sở đại bảo ở nhà nhưng lại muốn gió được gió muốn mưa được mưa nằm bẹp ở trên giường tuy rằng thống khổ lại cái gì cũng không cần làm có người hầu hạ mỗi ngày còn đổi thức ăn đa dạng chờ một tháng sau lại nhìn hắn so với trước kia béo một vòng liền bởi vì sống kiểu này lâu sở đại bảo đã khỏi rồi vẫn không muốn làm việc còn cứ nói đau này đau kia cho đến khi sắp mừng năm mới hắn mới hoàn toàn biến thành một người không có việc gì liền bởi vì sở đại bảo làm như vậy càng làm cho thương thị mỗi ngày cân nhắc ở riêng thế nào bà không thể để cho con trai con dâu lại sống cùng cái loại làm biến này bà luôn luôn tìm không thấy cơ hội mà bà cũng minh bạch sở tuấn tài sẽ không để cho ở riêng nếu như hai phiến môi nhắc tới ở riêng có thể thành như vậy nhà này đã sớm phân làm gì đem sở phong thu liên lụy đến lớn như vậy mới thành thân chứ cho nên nhất định phải tìm được lý do ở riêng hoặc là có nhược điểm gì đó vào tay bà làm cho bọn họ không thể không đồng ý ở riêng sở phong thu cùng hà hoa nghe thương thị nói xong biết bà thật hạ quyết tâm để cho bọn họ ở riêng hai người liếc mắt nhìn nhau một cái không biết có nên nói cho thương thị tính toán của bọn họ hay không cách đây không lâu sở phong thu và hà hoa cùng phát hiện chuyện của sở tuấn tài và liễu thúy cầm đó là thật sự phát hiện không phải phát hiện một chút nửa điểm ái muội mà là xác thực phát hiện hai người có cái loại quan hệ này. Lúc đó làm hai người tức điên, nghĩ hai người này cũng không biết xấu hổ, đều làm được tận đây, nhất là liễu thúy cầm, cư nhiên còn dám vào cửa sở gia, trên mặt một chút xấu hổ cũng không có, da mặt này thật là dày, hà hoa đối với loại sự tình này không thể nhẫn, nàng hỏi sở phong thu có thể để cho thương thị hòa ly hay không, đến lúc đó bọn họ mang theo thương thị cùng nhau sống, triệt để thoát khỏi mấy kẻ ghê tởm này sở phong thu lại nghĩ rất nhiều hắn biết hòa ly đối với một người phụ nữ mà nói so với bị hưu thì thanh danh dễ nghe một ít nhưng cũng bị người chỉ rõ nghĩ đến mẹ tuổi cũng không nhỏ lại phải chịu tội này trong lòng hắn không dễ chịu nhất là hắn không biết mẹ của mình biết chuyện này sẽ khó chịu hay không cho nên hắn cứ do dự mãi hà hoa cũng minh bạch cũng không thúc giục hai người liền kéo dài như vậy nghĩ lại quan sát một chút vừa đối với mẹ con liễu thúy cầm không có sắc mặt tốt vừa ám chỉ sở tuấn tài là tên đàn ông muốn trốn tránh cũng không dám thử thái độ của thương thị hai người chỉ sợ làm bà thương tâm quan tâm sẽ bị loạn những lời này quả nhiên không sai hai người thử xem thái độ của thương thị đối với loại sự tình này chỉ cần bà biểu hiện ra một chút tâm tư hòa ly bọn họ liền ủng hộ bà nhưng thương thị không ra bài như bọn họ nghĩ đến chỉ nói đó là chuyện người khác bọn họ không cần nghĩ nhiều sau đó còn nói chuyện khác sở phong thu cùng hà hoa cũng liền không có hỏi lại bởi vì mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới bọn họ muốn để cho mẹ qua một cái tết không ầm ĩ không náo loạn không sốt ruột bọn họ không biết là thương thị vừa ly khai phòng bọn họ liền thở dài thương thị chẳng phải kẻ ngu dốt nhất là sở tuấn tài vẫn là chồng của bà chồng của bà có cái gì biến hóa bà còn có thể không biết sao còn họ liễu kia đều là phụ nữ bà ta đánh chủ ý gì bà có thể không biết sao chỉ là vì con trai con dâu, bà luôn luôn không có lộ ra, bà đã nghĩ giúp bọn họ ra ở riêng, sau đó bà liền cứ như vậy mà sống qua ngày, dù sao bà cũng không có cảm tình gì đối với sở tuấn tài, ông ta thích cùng ai thì cứ cùng người đó đi. Thương thị nghĩ thông suốt rồi, nhưng bà lại không biết chính mình đã thoái nhượng, có người cũng không cảm thấy vừa lòng. Chương 29, có thai, thời điểm mừng năm mới thời gian qua rất nhanh, đảo mắt mùa xuân lại tới một lần nữa, khi xuân về hoa nở, lại bắt đầu làm việc ngoài ruộng hà hoa vương thắt lưng cảm thấy thắt lưng hơi đau nhức hơi hơi xoay người cảm thấy thoải mái chút ngẩng đầu nhìn núi xanh xa xa trên mặt lộ ra tươi cười đi đến thế giới này đã một năm lúc này năm trước nàng mới đến thế giới này vẫn là một thôn cô nhỏ vừa mới bị từ hôn thắt cổ mà hiện tại nàng đã là một thôn phụ lập gia đình rất may mắn có một người chồng tốt đau nàng yêu nàng còn có một mẹ chồng trân trọng nàng giống như mẹ ruột những người còn lại thì thôi mặc kệ sinh hoạt của nàng coi như tốt đẹp, hơn nữa về sau khẳng định còn có thể càng tốt đẹp hơn, bởi vì dị năng của nàng có tiến bộ rất lớn. Hà Hoa nghĩ năm nay nếu có thể ở riêng, đến lúc đó nàng có thể càng có cớ sử dụng dị năng, chính là không biết có thể ở riêng hay không. Nhìn thương thị đang ở làm việc cách đó không xa, Hà Hoa thở dài, nàng vẫn muốn để cho mẹ chồng cùng sở tuấn tài hòa ly, nhưng nàng không phải mẹ chồng, nàng không thể thay mẹ chồng quyết định, chính là nghĩ đến gian tình của sở tuấn tài cùng liễu thúy cầm, trong lòng nàng liền cảm thấy ghê tởm, thực vĩ khuất bất bình thay thương thị, sở phong thu nhìn ánh mắt hà hoa nhìn mẹ hắn, biết nàng lại đang nghĩ cái gì, đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng nghĩ, ta cảm thấy mẹ có quyết định của chính mình, sở phong thu cũng đã nhìn ra, mẹ hắn biết chuyện cha hắn, hơn nữa cũng minh bạch ý tưởng của bọn họ, vậy còn lại do chính bà quyết định, cho dù là con trai con dâu, bọn họ cũng không thể quyết định cho bà, lại nói loại sự tình này thật sự dọa người, hắn biết mẹ của mình khẳng định cũng cảm thấy mất mặt, cho nên cũng không nói trắng ra, Hà Hoa thở dài nói, ta chính là thay mẹ bất bình. Mẹ là người tốt như vậy, làm vợ kế cho người ta, sinh nhi dục nữ, đối xử tử tế con trước của chồng, lại bị đối đãi như vậy, sở phong thu cũng cảm thấy mẹ của mình thật đáng thương. Nhìn thấy cô vợ nhỏ bất bình vì thấy mẹ hắn tổn thương, hắn cảm thấy thực quốc tức phải biết rằng con dâu nhà người khác gặp được loại sự tình này, phỏng chừng trong 10 người có 8 sẽ nghĩ để cho mẹ chồng nén giận, bởi vì các nàng sẽ cảm thấy có một mẹ chồng hòa ly thật dọa người, nhưng Hà Hoa không như vậy, để cho hắn gặp được một cô nương ngay thẳng lớn mật như vậy, thật sự là phúc khí của hắn. Đi uống miếng nước đi. Sở Phong Thu thấy mặt vợ đỏ hồng, cũng không biết nàng là mệt hay là tức giận, mặc kệ là loại nào, đều nên để vợ mau nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ như vậy, hắn lại bảo Thương thị một tiếng, để cho bà cũng đi lại ngồi nghỉ một chút, Thương thị cười đi qua, Sở Tuấn Tài đã ở trong ruộng, hiện tại mới là mùa xuân, ruộng không có gì thu hoạch, căn bản không có rắn trốn ở trong, ông ta cũng không lấy cớ gì để lười nhát, cho nên cũng chỉ có thể xuống ruộng, nhìn thấy Sở Phong Thu chỉ kêu Thương thị, trong lòng có chút tức giận, nghĩ đứa con này thật sự là bất hiếu a, à. còn phân công việc, một chút việc cũng không giúp ông ta làm, chỉ hiếu thuận mẹ thật sự là uổng công nuôi hắn sau đó lại trách đến trên đầu thương thị nghĩ là do bà đem con dưỡng đối với ông ta không thân cảm thấy bà không hiền lành lại còn mấy năm nay bà đối xử với đại nhi tử đại nữ nhi cũng không tốt cũng không thể cho trong nhà thịnh vượng chỉ làm cho trong nhà gà bay chó sủa càng tìm ra rất nhiều điểm bà không tốt như vậy so sánh liễu thúy cầm quả thực tốt không thể che sở tuấn tài nghĩ đến liễu thúy cầm ôn thanh mềm giọng nghĩ đến làn da bà ta mịn màng ấm áp, nghĩ đến tiếng trên rỉ khi bà và mình ở cùng nhau, trong lòng lại nóng lên, đều nói hoa nhà không bằng hoa dại, thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, lời này áp dụng cho sở tuấn tài thật sự quá đúng, tuy rằng diện mạo liễu thúy cầm phổ thông, hơn nửa tuổi cũng không nhỏ, nhưng bà ta bảo dưỡng rất tốt, nhìn trẻ tuổi hơn so với thương thị, trọng yếu nhất là ôn nhu hơn thương thị. Không giống thương thị càng ngày càng không giống một người phụ nữ, nếu nói lúc trước thương thị giống đầu gỗ như vậy hiện tại thương thị ở trong mắt sở tuấn tài chính là một tảng đá tảng đá lớn lạnh như băng nếu vợ của mình là liễu thúy cầm thì tốt rồi trong lòng sở tuấn tài lại một lần nữa nghĩ đến ông ta nghĩ liễu thúy cầm không chỉ thực ôn nhu săn sóc lại còn có tiền ông ta mới biết được liễu thúy cầm đã mua một cửa hàng ở trên trấn tuy rằng không lớn nhưng buôn bán cũng rất tốt hiện tại tiền thuê một năm có thể thu không ít tiền có lợi nhuận hơn làm ruộng như bọn hắn nếu bà ta là của vợ của mình vậy cửa hàng kia không phải là của ông ta sao bất quá sở tuấn tài cũng chỉ nghĩ như vậy nhưng liễu thúy cầm luôn luôn nói không nghĩ phá tan gia đình ông ta nói không làm khó thương thị cứ như vậy cùng ông ta lui tới ông ta nghĩ liễu thị rất là thiện lương mẹ uống nước hà hoa rót chén nước đưa đến trước mặt thương thị thương thị nhận lấy uống hơn nửa chén cảm thấy thật thoải mái sau đó lượng nước còn lại cũng chầm chậm uống hết ba người ngồi ở bờ ruộng nói chuyện Chợt nghe có người gọi bọn họ, quay đầu vừa thấy nguyên lai like là Trương Đại Khuê, trong tay Trương Đại Khuê mang theo một con cá, cười nói: "Hôm nay vận khí tốt, bắt được hai con cá, đưa một con cho các ngươi." Thiếm Thông gia, đến lúc đó Thiếm ăn thêm mấy miếng, đây là mẹ cháu sai cháu nói với Thiếm, nói lần trước nhìn thấy Thiếm ốm đi, nhất định phải bồi bổ. Thương thị cười nói cảm ơn. Hà Hoa nhận lấy con cá kia, nàng không thích ăn thịt lắm, nhưng rất thích ăn cá, cho nên thật cao hứng nghĩ trở về làm như thế nào, là kho tàu hay là hấp, quên đi vẫn là làm canh cá đi, còn có thể uống thêm vài ngụm canh, nếu không cũng không đủ chia. Trong lòng nghĩ lại đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn, đưa cá cho Sở Phong Thu, nàng liền quay đầu ngồi một bên ói, động tĩnh này của Hà Hoa đem ba người liền phát hoảng, Sở Phong Thu vội vàng đi qua hỏi nàng như thế nào, chàng cầm con cá kia xa một chút, cũng không biết thế nào ngửi thấy mùi cá là buồn nôn, vẫn là đừng làm cho ta nhìn thấy nó. Hà Hoa chỉ đang nôn khang, nhưng vẫn rất khó chịu, muốn rót chén nước súc miệng. Trương Đại Khuê kỳ quái nói, quái, không phải muội thích ăn cá nhất sao? Sao ngửi đến mùi cá đã muốn buồn nôn, lúc trước trong nhà làm cá là muội hít hà cái mũi ngay mà. Hay là bị bệnh, bị bệnh phải đi xem lan trung, nhưng đừng kéo dài, ca trong tay có chút tiền, đi lấy cho muội. Sở phong thu vội vàng nói, đại ca, sao có thể dùng tiền của huynh? trong nhà chúng ta tiền xem lan trung còn có trương đại khuê muốn nói ta đây không phải sợ những người khác trong nhà để nói vài câu nói mắt sao phải biết rằng ở nông thôn này con dâu nhà ai nếu có đau đầu nhức ốc đều là chịu đựng chính mình tự lướt qua nếu nói đi xem lan trung sẽ bị người ta nói yếu ớt hắn nghĩ đến mấy người kia trong nhà sở phong thu mới nói câu này bất quá hắn đến cùng chưa nói ra nguyên nhân bởi vì mùi mùi bảo bối của hắn lại buồn nôn bởi vì lại không cẩn thận nhìn thấy con cá kia Trương Đại Khuê vội vàng đem cá qua một bên, sở phong thu nóng nảy, nói muốn mang hà hoa đi coi lan trung, ánh mắt thương thị lại tỏa sáng, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng. Nên xem lan trung, mẹ, sao mẹ còn cười chứ, sở phong thu nhìn thấy tươi cười, cười trên mặt thương thị, nghĩ rằng mẹ đây là như thế nào. Rõ ràng bà đau hà hoa như vậy, sao hà hoa bị bệnh bà còn cười chứ, thương thị cười nói, mẹ không phải cảm thấy trong bụng hà hoa có bé con sao nếu thật sự là như vậy mẹ còn không được cười sao có bản lĩnh con đừng cười thương thị vừa thốt ra lời kia ba người kia hoàn toàn sửng sốt hà hoa nghĩ không phải chứ mình mang thai bất quá nàng nghĩ nghĩ cảm thấy giống như có khả năng này phải biết rằng từ sau khi nàng có dị năng nàng rất ít sinh bệnh thân thể luôn luôn khỏe mạnh mà nàng ngửi thấy mùi cá liền buồn nôn cũng thật sự rất giống phản ứng phụ nữ mang thai a à, hà hoa nghĩ đến chính mình khả năng mang thai lập tức kích động. Sở Phong Thu cùng Trương Đại Khuê cũng kích động, một người kích động bởi vì sắp làm cha, một người kích động bởi vì sắp làm cậu, hai người đàn ông đều không biết nên làm cái gì, một người tại chỗ xoay quanh, một người chỉ biết ngây ngô cười nhìn chầm chầm bụng Hà Hoa. Cuối cùng vẫn là thương thị đuổi bọn họ mau dẫn Hà Hoa về nhà nghỉ ngơi, sau đó xác định có phải có thai hay không, bọn họ mới phản ứng lại, đỡ Hà Hoa như bảo bối đi về, chương 30, dính không khí vui mừng nghi ngờ hà hoa mang thai thật sở phong thu mượn xe lừa ở mặt trên trải hai cái chăn bông dày sau đó mới để cho hà hoa ngồi lên thương thị cũng bồi ở bên cạnh che chở nàng ba người đi trên trấn tìm lan trung tuy rằng nóng vội nhưng cũng không đánh xe quá nhanh sợ làm hà hoa mệt lan trung bắt mạch cho hà hoa nhắm mắt lại hơi hơi gật gật đầu sau mở to mắt cười nói chúc mừng chúc mừng là hỉ mạch đã hai tháng đa tạ đa tạ không biết con dâu tôi xương cốt như thế nào có cần uống thuốc an thai không thương thị cao hứng nói lời cảm tạ với lan trung còn thập phần cẩn thận hỏi thêm vài câu lan trung lắc đầu nói hà hoa xương cốt tốt lắm không cần bồi bổ chỉ cần ba tháng đầu không cần quá mệt là được hà hoa nghĩ lan trung này là người thành thật cũng không có nghĩ nhân cơ hội kiếm thêm tiền thuốc thương thị cùng sở phong thu đều thật cao hứng lại nói lời cảm tạ với lan trung sau liền đỡ hà hoa đi ra ngoài nghĩ đây là đại hỷ sự lại nói đi mua về mấy cân thịt A. À, chúc mừng đệ muội xem làm nhị đệ cao hứng hy vọng ngươi có thể một lần được con trai đến lúc đó nhị đệ cùng mẹ khẳng định càng vui mừng chúng ta cũng có thể được ăn thêm mấy món ngon hơn khúc hồng bố cười nói trong lòng cũng đầy ghen tị thì luôn luôn khẩn cầu trời cao không muốn cho hà hoa có thai kết quả nàng vẫn là mang thai nhanh thế xem ra chỉ có thể tiếp tục khẩn cầu để cho nàng sinh con gái tốt nhất sinh con gái liên tục lúc đó xem mẹ chồng cùng sở phong thu còn có thể vui nữa không Thương thị cười nói, con trai con gái ta đều thích, hà hoa, con đừng có tạo gánh nặng cho mình. Sở phong thu cũng nói, đúng vậy, con gái cũng rất tốt, đến lúc đó ta mua hoa cài đầu cho con bé mang, mang con bé đi xem tuần. Khúc hồng bố âm thầm cắn răng, thị nhìn ra bọn họ nói đều là lời thật lòng, trong lòng tràn đầy nước chua, nhớ ngày đó thị hoài thụ căng, bụng tròn tròn, người khác đều nói giống như hoài nha đầu, kết quả cha chồng cùng sở đại bảo đều mất hứng cho đến khi sinh ra thụ căn bọn họ mới nở nụ cười, thế nào Hà Hoa còn có phúc khí như vậy, có tướng công cùng mẹ chồng đều yêu thương nàng, chính mình so với nàng kém đến mức độ nào. Thật sự là tức chết người đi được, trong lòng Hà Hoa cũng có chút cảm động, phải biết rằng đừng nói cổ đại này, chính là hiện đại đều có rất nhiều địa phương trọng nam khinh nữ, vận khí nàng lại đặc biệt tốt, cha mẹ đại ca đều yêu thương nàng, sau khi lập gia đình mẹ chồng tướng công lại đối tốt với nàng cũng không để ý nàng sinh nam sinh nữ thật tốt ai nếu lại có thể đem vài cực phẩm này ném qua một bên nàng và mẹ chồng tướng công cùng nhau sống cuộc sống thanh tĩnh liền tốt rồi thương thị sai sở phong thu nhanh đi truyền tin cho nhà mẹ để hà hoa nghĩ bọn họ cũng nhất định đang nhớ thương chuyện này phải cho bọn họ cũng cao hứng sở phong thu đáp ứng một tiếng lại nói mấy câu với cùng hà hoa sau đó đi tôn vương thôn cảm ơn bồ tát Lý Hương Chi nghe xong lập tức hai tay chấp lại hướng lên trời bái bái, sau đó mặt mày hớn hở nói muốn đi thăm Hà Hoa. Trương Xuyên cùng Trương Đại Khuê cũng thật cao hứng, bất quá Trương Xuyên nghĩ mình sẽ không đi, để cho vợ cùng con trai đi thăm trước, chờ bọn họ đi xong rồi lần khác ông lại đi, cả nhà rộn ràng như ông vỡ tổ. Tôn Lan Thảo nói, ta cũng đi, Lý Hương Chi nói, ngươi đi làm gì? Ta còn sợ vía của ngươi dọa con gái ta, không được đi, Tôn Lan Thảo nói, ta đi để dính không khí vui mừng cũng không được chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ muốn cháu ngoại không muốn cháu nội hừ chỉ ngóng trong hà hoa sinh lại một chút cũng không ngóng trong ta sinh con các ngươi là nghĩ đến lúc đó đem ta hưu chứ gì nghĩ thật hay ta nói cho các ngươi cho dù trương gia các ngươi có tuyệt hậu ta cũng không đi ngươi cầm miệng cho ta trương đại khuê tức giận khiển trách thấy sắc mặt cha mẹ đều khó coi vội vàng khuyên bọn họ không cần tức giận nói trương xuyên cùng mẹ hắn đi thăm hà hoa hắn muốn ở lại trong nhà từ từ dọn dẹp tôn lang thảo này một chút thì thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên tôn lang thảo quệt miệng nói trương đại khuê ngươi đừng rống với ta ngươi nói ngươi thế nào không học như muội phu nhìn xem muội phu đối với hà hoa thật tốt tôn lang thảo nói xong đôi mắt mang đầy hâm mộ nhìn sở phong thu nghĩ hà hoa thật có phúc khí có chồng anh tuấn tương lai sinh ra đứa nhỏ nhất định cũng xinh đẹp muốn chết động tác quyết miệng này của thị làm cho người ta buồn nôn. mặt sở phong thu không biểu cảm quay người lại, nói chuyện cùng trương xuyên, lý hương chi cảm thấy mất mặt muốn chết, để cho sở phong thu đi về trước cùng hà hoa, bọn họ lập tức đi qua. sở phong thu cũng không nghĩ ở trong này nữa, lập tức đi về. sở phong thu vừa đi, trương gia chính là đại náo một trận lớn. tôn lang thảo kiên trì lấy chuyện dính không khí vui mừng muốn đi thăm hà hoa, lý hương chi cảnh cáo thị trong thời gian hà hoa chưa sinh đều không cho chạy tới bên người Hà Hoa. Bà đương nhiên muốn cháu nội, nhưng chỉ cần nghĩ đến là đứa nhỏ do Tôn Lan Thảo sinh ra, hy vọng của bà lại ít đi một nửa, một nửa còn lại thì nghe số trời đi. Mà Tôn Lan Thảo cùng Trương Đại Khuê thành thân cũng đã vài năm, bụng Tôn Lan Thảo một điểm động tĩnh cũng không có, người Trương Gia tuy rằng thấy con cháu người ta mà thèm chảy nước giải, nhưng cũng chỉ chết lặng, nghĩ đi một bước xem một bước. Tựa như Tôn Lan Thảo nói, người phụ nữ này sinh con không được, nhà bọn họ cũng không thể làm gì thì hơn nữa nhà bọn họ cũng không phải cái loại gia đình bởi vì con dâu không sinh con được liền hưu thê bởi vì tôn lang thảo quậy một trận như vậy một việc vui bị quậy cho đều mất không khí vui mừng trương xuyên cùng lý hương chi vẫn cùng đi thăm hà hoa còn mang theo tất cả trứng gà trong nhà trương xuyên cùng nữ nhi nói nói mấy câu xem nàng hết thảy đều tốt liền đi ra nói chuyện cùng sở tuấn tài lý hương chi ở lại trong phòng hà hoa càng không ngừng dặn dò hà hoa nhất định phải cẩn thận chú ý thân thể bởi vì cháu nội không biết khi nào thì mới có cho nên bà rất mong chờ cháu ngoại hà hoa nói mẹ mẹ yên tâm đi có mẹ chồng chăm sóc con con sợ đến lúc đó lại nuôi con mập ù cho coi thương thị vừa nghe liền nở nụ cười người nào làm mẹ chồng cũng không muốn thân thiết với con dâu nhưng lại trước mặt thông gia nói bà rất tốt lý hương chi nói đúng vậy đem con dao cho đại tỷ tỷ mẹ là một trăm một ngàn lần yên tâm nhưng vẫn cần nhắc nhở con mẹ không phải lo lắng người khác sao lý hương chi nói xong lại nói chuyện người ngoài khúc hồng bố kia bà thấy thế nào cũng không thích thương thị nói bà yên tâm có tôi ở đây xem ai dám thương thị tính tình dịu dàng mà kiên cường bất quá ở trong nhà này phần dịu dàng kia dần dần cũng bị mài mòn hết cùng với nói là dịu dàng không bằng nói là lãnh đạm mà từ sau khi biết chuyện sở tuấn tài cùng liễu thị tâm bà lại lạnh hiện tại bà toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ vì con trai con dâu ai dám hại bọn họ bà liền đánh trả lại liền lý hương chi nghe xong lời này yên tâm ở trong nhà này nữ nhi có mẹ chồng cùng trượng phu che chở hẳn là sẽ không có chuyện gì khúc hồng bố phi thường căm tức phát hiện từ sau khi hà hoa có thai thương thị cùng sở phong thu đối xử với nàng tốt đến độ làm cho người ta đau răng việc gì cũng không để cho nàng làm lại bảo hộ nàng rất chặt chẽ giống như bên người hà hoa lúc nào cũng sẽ có một người đi theo nhất là thời điểm chính mình muốn tới gần hà hoa, bọn họ sẽ cố ý vô tình bảo hộ càng chặt, thật sự là tức chết thị. Trên thực tế khúc hồng bố thật đúng động tâm tư, nghĩ để cho hà hoa xảy thai, vốn thị đang khẩn cầu trời cao để cho hà hoa sinh con gái, nhưng vừa thấy thương thị và sở phong thu yêu thích con gái, thị liền ngay cả con gái cũng không muốn cho hà hoa sinh. Khúc hồng bố chỉ có thể thức thời không tới gần hà hoa, trong lòng lại nghĩ còn có mấy tháng, chỉ cần để cho thị có cơ hội cũng không tin hà hoa có thể tránh thoát được chính là khúc hồng bố còn không có tìm được cơ hội trong nhà liền ra một đại sự thương thị xảy ra chuyện